tuyệt đối không thể nếu thật sự là kế hoạch của họ sao không biết ngươi quay về vì sao còn chạy tới bắt viên phương đạo gia chẳng lẽ thiên ngọc môn quá đáng như vậy ngay cả công lao này cũng chiếm nghiêu hữu đạo vương gia đã quên lời ta vừa nói rồi sao thế của chúng ta không bằng người khi cần nhịn thì phải nhịn huống hồ thiên ngọc môn cần thể diện này hơn chúng ta mà đối với chúng ta cũng chưa hẳn là điều tốt thương chiêu tông hiểu nhưng vẫn khuyên nhủ đạo gia bản thân ngươi nhọc nhằn khổ sở dùng mạng đổi lấy công lao, chắp tay dâng cho người ta chẳng lẽ không tiếc sao? Giữ lại còn có thể tăng mạnh uy vọng của ngài trong giới tu hành. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, tiếng lớn khó nghe, voi lớn vô hình, ta còn hận không làm cho tất cả mọi người không biết đến ta. Nhưng sự không như mong muốn, nhiều chuyện đều thân bất so kỷ, bất đắc dĩ mới dương danh thiên hạ. Thêm nữa, danh vọng còn là trói buộc đối với ta. Hiện giờ ta cản dỡ, tất nhiên sẽ có người đến giết mổ thứ như danh vọng này thiên ngọc môn muốn thì cho họ là được rồi ta còn ước gì vương ra người thiện chiến không cần công lao hiển hách thương chiêu tông sửng sốt rốt cục nghe hiểu lòng tích khí một hồi mới thở hắt ra gật đầu nhìn chung quanh một lượt rồi hỏi viên ra đâu vì sao không thấy hắn ta cùng trở về thế đạo không giống nhau hắn ta có con đường riêng muốn đi mặc hắn ta thôi trời tuy đã tối nhưng nhiều chiến mã vừa tới trước đó lại không có chuẩn bị gì Hương Chiêu Tông còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không thích hợp ở lại lâu. Mọi người không thể không rời đi, Nưu Hữu đạo dẫn người quay về Sơn Trang xa cách đã lâu. Sơn Trang xây trên đỉnh núi tất nhiên là không lớn bao nhiêu. Đi lên đỉnh núi, quản phương nghi nhờ ánh trăng ngắm nhìn bốn phía, lòng đã ngội một nửa. Sơn Trang nhỏ này còn không lớn bằng một nửa Phù Phương Viên của nàng ta ở nơi Tắc Đất Tắc vàng như Tề Kinh, đương nhiên hoàn cảnh cũng không cách nào so sánh được với Phù Phương Viên nhìn ra xa xa về phía quận thành quận Thanh Sơn đang sáng đèn đuốc, cũng chỉ có từng mảng từng mảng lốm đốm, còn không bằng một góc tề kinh. Núi này cũng không cao, không có phong cảnh tráng lệ, chỉ là một vùng núi hoang dã gồ ghề. Vậy mà tên lệnh hồ thu kia còn mở miệng khen như hoa, nào có tốt như vậy? Một đám lừa đảo, quản phương nghi cắn răng mắng, rừng sâu núi xa, có gì hay? Nghiêu hữu đạo biết người phụ nữ này cả đời sống xa hoa quen rồi, nhất thời chưa thích ứng, liền quay lại cười nói viên phương, đạo gia, viên phương lập tức tiến tới. Ngưu hữu đạo, mấy tháng nay vẫn ở lênh đênh trên thuyền, không được ăn món gì ngon. Có khách quý đến nhà, mở mấy bình rượu ngon, thức nhắm mấy món, mang hết chuyên môn của các ngươi ra đi. Được rồi, viên phương vỗ ngực bảo đảm, chạy đi. Bên cạnh sơn trang chính là đỉnh núi, có tiếng len ken vang lên, còn cả nguyệt điệp rực rỡ, Ngưu hữu đạo ra khỏi sơn trang, đi tới. Dưới gốc cây tùng trên đỉnh núi có một ngôi mộ mới trên bia mộ khắc dòng chữ hắc mẫu đơn trong một tất nhiên chôn hắc mẫu đơn mấy người đoạn hổ chuyển đá tảng đến tu sửa xây ngôi mộ lên đôi mắt đỏ quạch đôi mắt thương thục thanh cũng đỏ hồng ngồi trước bia mộ tự tay quét sơn lên từng chữ trên bia như hữu đạo từ xa nhìn lại thần sắc bình tĩnh ánh mắt sâu lắng yên lặng nhìn một hồi sau đó lặng lẽ xoay người trở về không đến quấy rối họ chấm chấm thủ phủ trong quận ba người thương lam mông ngồi xuống cạnh đèn lồng Nghe thương chiêu tông kể xong, mông sơn minh than nhẹ. Hay cho câu người thiện chiến không cần công lao hiển hách. Có thể nói ra lời ấy, xem ra đã cho bành hữu một đáp án thỏa mãn, đôi bên tạm thời sẽ không gây sóng gió. Làm như đình vuốt dâu, cũng khẽ than thở. Thật là nhân kiệt vậy. Bên trong sơn trang, như hữu đạo cho nhóm người của phù phương viên lựa chọn nơi ở. Quản phương nghi đúng là lược bất việc, xông thẳng vào nơi ở của Ngưu hữu đạo chiếm một gian phòng. Chờ mọi người đều chọn xong, đình đài lâu các, viên phương đã chuẩn bị rượu và thức ăn mang lên nhóm quỷ mẫu không tới tham gia tiệc vui vì tự thân là quỷ tu món ngon dân gian từ lâu đã cách biệt với họ người của phù phương viên vây quanh mấy bàn rượu và thức ăn vòng đi vòng lại xem xét mọi người sống ở tề kinh xem như có kiến thức rộng rãi với việc ăn uống nhưng nhìn món ăn đầy bàn hầu như họ đều chưa từng thấy bao giờ phong phú hơn nhiều đặc biệt là mùi thơm mê hoặc kia quả thực không thể nuốt ực một cái quản phương nghi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm một hồi ngẩng đầu hỏi như hữu đạo đây chính là đệ nhất thiên hạ mà lệnh hồ thu nói có được hay không ăn rồi mới biết như hữu đạo giang tay mời mọi người vào chỗ mọi người tùy tiện thưởng thức có người vừa cầm đũa lên định gắp quản phương nghi chừng mắt vội vã đi đầu thai à kiểm nghiệm đi đã người của phù phương viên đồng loạt nhìn về phía như hữu đạo như hữu đạo khá bất đắc dĩ nói ta nói này hồng nương người chơi không chán sao ta hại ngươi có ích gì? Lợi ích cũng có chứ, hoặc là muốn qua cầu rút ván, hoặc nhớ thương tài vật trên người lão ngương. Dáng vẻ của nhà ngươi thế nào, ta cũng được thấy rồi, đồ nham hiểm giả dối. Lão nương phải đề phòng chút, quản phương nghi không che che giấu giấu chút nào, nói thẳng, rồi quát mấy người. Ngu người cái gì thế? Lập tức có mấy người lục tục lấy thuốc bột các kiểu, đổ vào thức ăn kiểm nghiệm. Nghiệm chứng toàn bộ thức ăn và rượu một lượt, hứa lão lục nói. Đại tỷ, không có chuyện gì quản phương nghi lúc này mới ừ một câu biểu thị có thể ăn hứa lão lục hạ đũa trước tiên gắp viên thịt chiên dầu cho vào miệng nhai nhai mấy cái hai mắt lập tức tỏa sáng đũa lại tiếp tục xoay qua mấy món ăn khác những người khác thấy vậy cũng nối nhau động đũa chưa nếm còn may vừa ăn vào mỗi cánh tay đều xoay chuyển loạn lên ngay cả trần bá thường ngày trầm mặc ít lời sau khi nếm thử cũng tỏ vẻ kinh ngạc đũa liên tục vung vẩy dù sao cũng tới từ kinh thành chưa từng ăn đầu ngon bao giờ sao một lũ đáng xấu hổ quản phương nghi miệng thì mắng nhưng vẫn không nén được hiếu kỳ cầm đũa lên thử vừa nếm một miếng nhỏ lập tức một chiếc đũa đập bốp vào đũa của hứa lão lục quỷ đói đầu thai à cướp gì mà cướp hiện trường loạn tưng bừng không ai thèm ngồi đứng ăn toàn bộ nghiêu Hiếu đạo mỉm cười xoay lại với lấy bầu rượu đi tới lan can ngẩng đầu nhìn trăng rót một chén vung tay giải xuống giải xuống ba chén rượu Nghiêu hiểu đạo tự mình nâng chén, chậm rãi uống, một mình đối mặt với trăng sáng trống vắng. Đợi khi mọi người ăn uống no nê xong, chén đĩa trên bàn thật sự không còn sót một chút cặn. Mấy người hài lòng vỗ bụng, rõ ràng rất thoải mái vì được ăn ngon. Trên bàn không còn gì, ra tay chậm lại phải bận tâm dáng vẻ, quản phương nghi mạnh mẽ lường mọi người hết một loạt, không thể không buông đũa xuống, rũ khăn tay, nhẹ nhàng lau môi. Hiện giờ nàng ta đã hiểu vì sao lệnh hồ thu lại nói thức ăn nơi này xưng đệ nhị thiên hạ, không ai dám xương đệ nhất. Không hổ là người từ kinh thành đến, ngay cả ăn cũng sạch sẽ hơn chúng ta. Quay về bàn tập hợp, như hữu đạo thì thầm bên tai quản phương nghi. Quản phương nghi thẹn quá thành giận, lập tức mắng trả. Rõ ràng là các ngươi chuẩn bị thiếu, nhiều hữu đạo lười đấu võ mồm với người phụ nữ vô lý này, cười cười rồi xoay người rời đi. chương 555, Nhiêu Tặc, một chờ hắn vừa đi, quản phương nghi lập tức chỉ trỏ mấy người khác mắng chửi thể diện của lão nương đều bị các ngươi làm mất hết rồi người bị mắng chỉ biết nhìn nhau nhìn chén đĩa sạch bong trên bàn mà lúng túng kẻ mắng người lại đuổi theo nghiêu hữu đạo nói chuyện hồi lâu với nghiêu hữu đạo mới đi ra phòng vẫn là phòng kia nhưng đã ít đi một người một chậu nước nóng nghiêu hữu đạo ngâm mình vào trong thùng nước tắm nhắm mắt lại người phụ nữ thường trần chuồng tắm rửa với hắn đã vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa sau khi hắn tắm rửa xong tóc tai bù xù ngồi trước bàn làm việc nhỏ nước mài mực, ánh trăng chiếu xuống lập lòe tỏa sáng. Trải trang giấy ra, cất bút phân trắng đen, mở đầu rõ ràng là hai chữ thái ất. Từng chữ được viết thật cẩn thận, mãi cho đến lúc trời sáng tỏ, hắn mới viết xong, đặt bút xuống. Đẩy cửa ra, phát hiện thương thục thanh ở bên ngoài, quay lưng chờ. Quận chúa đến rồi, Nghiêu Hiếu Đạo khẽ mỉm cười, xoay người trở về nhà, ngồi ở trước bàn trang điểm. Thương Thục Thanh theo vào, cầm lược đứng phía sau hắn, trải vốt tóc cho hắn ra ngoài lâu như vậy tình thế bức bách như hữu đạo đã có thể tự trải tóc cho mình có điều hắn cũng không từ chối quy tắc cũ giữa mình và thương thục thanh kỳ thực chia cách lâu như vậy thương thục thanh cũng có phần thấp thỏm nàng không biết nghiêu hữu đạo còn có thể tiếp tục để nàng trải đầu hay không kết quả vẫn còn tốt đạo ra phòng của ngày sáng cả đêm không tắt cả đêm không nghỉ ngơi sao thương thục thanh nhẹ nhàng hỏi ừ có chút việc nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm người trong gương đáp xem khí sắc của cô cũng không nghỉ ngơi tốt, hai buổi tối không ngủ, khí sắc tốt mới lạ. Thương Thục Thanh nói, vẫn tốt, như hữu đạo, quận chúa gầy đi không ít, sắp bị gió thổi bay đi rồi. Ta không có đây, có phải viên phương lười biếng, không chăm sóc ăn uống tốt cho quận chúa. Thương Thục Thanh cười nói, không có, thế cuộc hai quận, rồi chiến mã lại chậm chạp không tới, ta lo lắng mà thôi, khẩu vị bị ảnh hưởng. May mà đạo gia trở về đúng lúc, như hữu đạo cũng nở nụ cười, đùa dẫn chút, giảm bớt sự lúng túng sau bao ngày xa cách mà thôi. Viên phương theo hắn lâu như vậy, hắn vẫn biết một chút. Tên yêu quái viên phương kia còn chưa đến mức như vậy. Hai người lặng lẽ một lúc, thương thục thanh thử hỏi. Người phụ nữ kia chính là Hồng Nương nổi tiếng khắp kinh đô nước tề đó sao? Bên ngoài đồn rằng đạo gia muốn kết hôn với nàng ta. Ta lại không có phúc tiêu thụ nổi người phụ nữ này, chỉ vì ứng phó với thế cuộc lúc đó mới thả ra lời đồn thôi, không coi là thật. Nghiêu hữu đạo nhắm mắt lại giải thích, thương thuộc thanh khẽ cười mỉm, động tác tay linh hoạt hơn, ánh mắt huệ oải trở nên có thần thái hơn. Sau khi trải tóc xong, nghiêu hữu đạo đứng dậy, cầm trang giấy đã viết tối qua ra khỏi sơn trang, tới trước ngôi mộ dưới cây tùng trên đỉnh núi. Một tay chống kiếm chỉ xuống đất, một tay vung trang giấy trên tay lên. Vù một cái, trang giấy không lửa tự cháy, mau chóng hóa thành từng đốm cho tàn, theo gió bay đi. Lúc hắn ở Tề Kinh đã nói với Hắc Mẫu Đơn, sau khi trở về sẽ tặng nàng một món quà, chính là bộ công pháp tu hành thái ất này. Đáng tiếc, lời hứa này đã không cách nào thực hiện nữa. Nàng ta là người phụ nữ của ngươi sao? Quản phương nghi xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm bia mộ hỏi. Đối với người phụ nữ lặng lẽ an táng tại đây, nàng ta cũng có nhiều cảm khái. Đầu tiên là cảm khái sự trung nghĩa của người phụ nữ này, sau đó là cảm khái với câu chuyện mà đoạn hổ kể sau khi quay về. Mà quả thực là do người kia tự ý hành động, nói là gieo gió gặt bão cũng không quá đáng. thế nhưng lúc đó nghiêu hữu đạo vẫn kiên trì mạo hiểm chờ người phụ nữ kia. đến lúc thoi thóp, mặc dù biết rằng truyền tin mất thời gian, nhưng nàng ấy vẫn tin chắc nghiêu hữu đạo còn đang chờ nàng. quản phương nghi không biết như vậy có tính là tâm linh tương thông hay không. trước mắt đã âm dương cách biệt, nhưng làm nàng ta tràn ngập cảm xúc. nghiêu hữu đạo, ừ, mà cũng không phải. nói một cách chính xác thì là người của ta. quản phương nghi kinh ngạc, có ý gì? khác nhau ở chỗ nào sao? Ngưu Hữu Đạo không trả lời vấn đề này, quay người sang, ánh mắt vô tình chạm đến nơi gác cao trong sơn trang. Quỷ mẫu trên lan can đang nhìn về bên này, hắn hiểu là đang nhìn mình không tha. Trước khi chuyện trương hành thụy được giải quyết xong, cô ta sẽ không từ bỏ giám sát hắn. Ý của ta tối qua đã được ngô lão nhị phân phát chưa? Như Hữu Đạo hỏi, quản phương nghi, đã phát, Ngưu Hữu Đạo gật gật đầu, lại hỏi, người có thể liên lạc với hiểu nguyệt các không? Quản phương nghi, làm sao ta có thể liên lạc với họ được, đám người kia thần thần bí bí ra sao, chẳng lẽ ngươi không biết. Ngươi muốn liên lạc với họ, vị bên bạch vân gian kia, nàng ấy không được, hiện giờ chưa để để nàng ấy bại lộ, phải giữ lại cái đuôi này. Hiện giờ chưa thể thu nàng ấy về được, như hiểu đạo ngắt lời quản phương nghi, rồi hỏi lại. Hiểu nguyệt các là tổ chức sát thủ, trong đó khẳng định sẽ có quầy tiếp nhận đơn hàng. Ngươi làm lái buồn ở tề kinh bao nhiêu năm như vậy, không biết liên hệ với quầy tiếp nhận của họ như thế nào sao? Quản phương nghi, thực ra ta có biết cách liên lạc với quầy tiếp nhận của họ, nhưng ta cũng chỉ biết bên phía kinh thành nước tề, nơi khác thì ta không biết. Vậy thì được rồi, người đi theo ta. Ngưu Hữu Đạo nói xong liền rời đi. Hai người trở lại Sơn Trang, về phòng của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lại bày ra giấy mực, ngồi xuống. Quản Phương Nghi nhìn hoàn cảnh trong phòng một lượt, cười suy nói. Sáng sớm đến tìm ngươi, đứng ở cửa sổ nhìn thấy vài thứ không nên nhìn thấy vị quận chúa kia trải tóc giúp ngươi là vì sao thì là vì trải tóc cha cha đường đường quận chúa con gái của chữ vương thương kiến bá trải tóc cho ngươi mà không có ý gì khác là ngươi quá cả nghĩ thôi ngươi không hiểu thủ đoạn thu mua lòng người của huynh muội thương thị thu mua lòng người sao quản phương nghi à một cái bỗng tỉnh ngộ tỏ vẻ thì ra là như vậy nàng ta nghĩ lại thấy cũng đúng người phụ nữ xấu như vậy đàn ông nào lại coi trọng không phải loại quan hệ như mình nghĩ mới đúng nghiêu hữu đạo đưa bút viết mấy dòng chữ sau đó nhấc trang giấy lên giao cho nàng ta đưa cho ngô lão nhị bảo ông ta nghĩ cách giúp ta đưa đến quầy tiếp nhận của hiểu nguyệt các tại tề kinh quản phương nghi nhận trang giấy lên xem xét nói nhỏ thứ mà các người muốn đang trong tay ta ta bằng lòng giao ra hãy phái người tới đàm luận thương nghiêu hữu đạo nàng ta ngẩng lên nhìn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi họ muốn thứ gì trong tay ngươi nghiêu hữu đạo Ngươi biết cũng được, không biết cũng được, nói chung lúc này biết quá nhiều cũng không tốt cho ngươi. Đến lúc đó, tự nhiên ngươi sẽ biết, quản phương nghi chỉ chỉ trên giấy. Vậy cái dòng thương, nghiêu hữu đạo, này là sao? Lỡ tay viết hay chỉ huynh muội thương thị, thứ này không phải cho ngươi xem, là cho hiểu nguyệt các xem. Mau gửi đi, mặt khác, bảo viên phương tới gặp ta, qua cầu rút ván, quản phương nghi hùng hùng hổ hổ rời đi. Không bao lâu sau, viên phương đến, ra vẻ đạo mạo cười khà khà, đi tới hành lễ. Đạo gia, Ngưu Hữu Đạo, truyền tin cho Trần Quy Thạc, nói cho gã, chỉ cần chúng ta không chủ động liên hệ, mặc kệ bên kia xảy ra chuyện gì cũng không được liên hệ với bên này. Trong vòng một năm không cho phép gã chủ động liên hệ gì với chúng ta. Được, đạo gia còn có chuyện khác không? Lập tức đi làm, vâng, viên phương đáp lời, nhanh chóng rời đi. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi dựa vào lưng ghế, cau mày suy tư. Hắc mẫu đơn gặp nạn, viên cương đi rồi, một số chuyện cơ mật phải thay đổi người tiếp nhận. Hắn không thể tự mình làm mọi việc được, quá bận rộn. Tinh lực của viên phương chủ yếu không ở phương diện này, có nhiều việc không tiện giao cho viên phương làm. chương 556, Như Tặc, 2, Phủ Thứ Sử Châu Bắc, trong thư phòng, Thiệu Bình Ba đứng trước bản đồ, mắt nhìn chăm chú lên châm bạc trên bản đồ, sắc mặt dị thường nghiêm túc. Thiệu Tam tỉnh lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc trộm một cái. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn, chầm giọng nói, vị trí đánh dấu bằng châm bạc đáng ra đã phải đến cửa biển từ ngày hôm qua, vì sao người tiếp ứng còn chưa truyền tin về? Bao nhiêu thuyền tiến vào một cửa biển nhỏ như vậy, cũng không đến mức không nhìn thấy gì chứ? Thiệu Tam Tỉnh cúi đầu, có những việc ông ta không dám nói ra. Thiệu Bình Ba nhận ra điều bất ổn, chậm rãi xoay người lại, từ từ tới trước mặt ông ta, nhìn vào vẻ mặt ông ta, gần từng chữ. Có phải ông có chuyện gì gạt ta hay không? Thiệu Tam Tỉnh gian nan ngẩng đầu lên, do dự một lúc lâu mới nói, đại công tử, đã nhận được tin, thuyền. Thuyền không thấy đâu, người ở cửa biển báo không nhìn thấy. Thiệu Bình ba trợn mắt, giơ tay chỉ vị trí châm bạc, chuyện đó là sao? Đội tàu phát tin tới nói rõ đã tới cửa biển, làm sao lại không phát hiện? Thiệu Tam tỉnh dường như không biết trả lời như thế nào. Thiệu Bình ba đột nhiên vươn tay, tóm lấy vạt áo của ông ta, nghiến răng nghiến lời nói. Người hẳn phải biết việc này lớn thế nào, người già hồ đồ rồi sao? chuyện như vậy cũng dám nói hàm hồ với ta thiệu tam tỉnh khó nhọc nói đại công tử thực sự không phát hiện bóng dáng đội tàu tại cửa biển vậy ngươi còn ở đây làm gì còn không mau đi xác nhận tình huống thiệu bình ba tức giận đẩy ông ta ra khiến ông ta lảo đảo suýt ngã xuống đất sau đó chỉ vào đối phương đồng thời liên lạc với chiếu tả hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thiệu tam tỉnh lại không có ý cất bước tỏ vẻ khổ sở nói đại công tử cơ sở ngầm bên quận thanh sơn truyền tin tới Nghiêu hữu đạo trở về quận Thanh Sơn. Thiệu Bình Ba ngẩn ra, chợt cả giận nói, ngươi theo ta nhiều năm như vậy vẫn không phân rõ nặng nhẹ vấn đề hay sao? Chiến mã, chiến mã, chiến mã, trước tiên cứ mặc kệ hắn đã, làm rõ chuyện chiến mã trước. Thiệu Tam tỉnh nuốt một ngụm nước bọt, vẫn khó nhập nói, thám tử bên quận Thanh Sơn nói, Nghiêu hữu đạo mang về một đội tàu khổng lồ, có đến 4, 500 chiếc thuyền. Hắn mang về khoảng 3 vạn thất chiến mã, thật sự có phần ăn khớp với tình huống thuyền của chúng ta nói xong lời cuối cùng giọng ông ta thật sự nặng nề ông ta đã nhận được tin này từ lâu nhưng ông ta không ngốc nếu không đã chẳng được thiệu bình ba giữ bên người lâu như vậy kết hợp với tin tức ở cửa biển ông ta đã hiểu rõ chuyện gì chính là vì hiểu rõ ông ta mới không dám báo cáo lên sợ vị này không chịu được đả kích ngươi ngươi thiệu bình ba càng trợn to mắt hơn sắc mặt trắng bệch tay giơ lên run run chỉ ông ta giọng run rẩy ngươi ngươi nói gì ngươi lặp lại lần nữa thiệu tam tỉnh cúi đầu ông ta biết y đã nghe rõ với sự thông minh của đại công tử sao y lại không nghe ra ý trong đó thiệu bình ba nuốt nước bọt từ từ xoay người lại chỉ bản đồ chỉ nước tề ngược phập phồng kịch liệt nhịn một hồi lâu mới bùng nổ tiếng kêu bi phẫn tô chiếu suốt cuộc ngươi giấu giếm ta cái gì lại chỉ thiệu tam tỉnh các ngươi các ngươi tốt lắm đều giấu ta thiệu tam tỉnh nhân mặt đại công tử thân thể của ngài không nên sốt ruột phát hòa ngài ngàn vạn lần đừng gấp Nghiêu Tặc Thiệu Mỗ không đội trời chung với ngươi. A, à, Thiệu Bình Ba đột nhiên che ngực, hét thảm một tiếng, cổ ngay đơ, đầu hất ra sau, ngã xuống đất. Chờ Thiệu Tam tỉnh nghe tiếng, ngẩng đầu lên bước tới thì đã chậm. Thiệu Bình Ba đã ngã cắm đầu xuống đất. Đại công tử Thiệu Tam tỉnh kinh ngạc thốt lên, vội vàng quỳ xuống đỡ Thiệu Bình Ba vào ngực. Thân thể Thiệu Bình Ba căng ra, hai tay nắm chặt, nhắm mắt ho khùng khục, ho đến mức bắn ra từng ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt trắng như sợi chỉ. Thiệu Tam tỉnh lập tức ngẩng đầu la lên, người đâu? Người đâu? Người đâu mau tới đây? Mấy người từ bên ngoài cấp tốc chạy vào, là tu sĩ núi đại thiện. Cảnh tượng Thiệu Bình Ba nôn ra máu khiến mấy người giật nảy cả mình. Thân là hộ vệ của Thiệu Bình Ba, nếu thật sự để Thiệu Bình Ba xảy ra chuyện, không ai trốn tránh được trách nhiệm. Mỗi người luống cuống tay chân, gấp rút thi pháp cứu giúp Thiệu Bình Ba. Vị này vừa xảy ra chuyện, toàn bộ cao tầng của phủ thứ sử đều bị kinh động. Thiệu Đăng Vân đến, Trung Dương Húc của Đại Thiện Sơn phụ trách tỏa chấn phủ thứ sử tới, Thiệu Liễu Nhi cũng tới. Trung Dương Húc ngồi bên giường cẩn thận kiểm tra cho Thiệu Bình Ba rồi từ từ đứng dậy, nói với Thiệu Đăng Vân, Thiệu Huynh, Đại Công Tử giận dữ đã bị khí huyết công tâm, nếu không có tu sĩ trợ giúp đúng lúc, hơi thở không thông, e rằng đã ra đi. Thiệu Tam tỉnh gạt lệ, ông ta biết không thể nói, nhưng việc có thể giấu được một lúc lại không giấu được lâu dài. Không che giấu nổi, ngày nào Đại Công Tử cũng quan tâm đến tiến độ của đội tàu. Thiệu Đăng Vân đã đầu tóc hoa dâm hỏi, tình huống bây giờ ra sao? Trung Dương Húc tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tâm mạch hao tổn nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Thiệu Đăng Vân hỏi, vậy bao giờ thì có thể tỉnh lại? Trung Dương Húc nhìn Thiệu Bình Ba đang hôn mê vẫn nắm chặt hai tay. Thân thể ốm đâu có thể chữa, tâm bệnh lại khiến người ta bó tay. Bây giờ công tử như đang chìm trong ác mộng, lúc nào tỉnh lại phải xem giấc mộng kéo dài đến bao giờ. Ông ta quay đầu nhìn Thiệu Thiệu Tam tỉnh, hít mắt hỏi. Ngươi thành thật khai báo, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà đại công tử tức giận như vậy? Thiệu Tam tỉnh lao lệ, nói, nhận được tin từ quận Thanh Sơn, như hữu đạo từ nước tề trở về, mang theo rất nhiều chiến mã, nên... Nên, ông ta lắp bắp, không dám nói chuyện ngầm lừa gạt đại thiện Sơn để chiếm chiến mã từ bên nước tề. Ha ha, Trung Dương hút nghe được lập tức cười gần, quay đầu nhìn Thiệu Bình ba hôn mê, cảm khái nói. Đại công tử à đại công tử, ngài không chịu được chuyện nghiêu hữu đạo giỏi hơn ngài, chỉ vì chút chuyện như vậy đã làm cho bản thân giận đến mức này sao phải tự làm khổ mình lòng dạ của ngài thật quá hẹp hòi ngài bảo lão phu phải nói gì với ngài mới được đây ai ông tay phẩy tay áo quay lưng lại lắc đầu mặt bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng thiệu đăng vân nghiêng đầu nhìn theo sau đó lại nhìn đứa con trai nhỏ đang nằm trên giường đối với đứa con trai này ông ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải nhưng có điều ông ta không thể phủ nhận năng lực của đứa con trai này mạnh hơn ông ta nhiều lắm. Châu Bắc bây giờ thay đổi thế nào, ông ta tự nhận bản thân mình không có năng lực làm được như thế. Không nói gì nữa, Thiệu Đăng Vân xoay người rời đi. Thiệu Tam Tỉnh đi theo đưa tiễn, đứng ở phía khác, Thiệu Liếu Nhi yên tĩnh, nhìn người đại ca khiến nàng yêu hận đan sen trở thành như vậy, trong lòng nàng có đủ loại cảm giác khó tả. Từ nhỏ, người đại ca che chở nàng ra sao, nàng vẫn biết. Nhưng người đại ca này tuyệt tình, làm nàng tổn thương, nàng cũng tận mắt chứng kiến. Hiện giờ nàng đã rất hiếm khi gặp đại ca, vừa gặp y lại làm nàng nhớ lại chuyện đàm diệu. Lần này vẫn khiến nàng nhớ đến đàm diệu, ánh mắt mê man, không biết đàm diệu hiện đã trốn đi đâu, cũng không biết đàm diệu đang ở nơi nào, sống có tốt không. Lão ra đi thong thả, ngoài phòng, thiệu tam tỉnh chắp tay đưa tiến, thiệu đăng vân quay lưng nhàn nhạt nói, đi theo ta một lúc. Vâng, thiệu tam tỉnh đáp, đi theo, tới một nơi trống trải và yên tĩnh, Thiệu Đăng Vân dừng bước xoay người, nhìn Thiệu Tam Tỉnh, ánh mắt khiến khắp người Thiệu Tam Tỉnh không dễ chịu. Nói đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Đăng Vân hỏi, Thiệu Tam Tỉnh sửng sốt, giả bộ hồ đồ nói, lão ra nói chuyện gì? Thiệu Đăng Vân, trước mặt Trung Dương Húc, người không nói thật. Thiệu Tam Tỉnh vội đáp, lão nô nói câu nào cũng là thật. Thiệu Đăng Vân nghiêng người về phía trước, mặt suýt nữa dán vào mặt Thiệu Tam Tỉnh, người thật sự cho rằng ta đi dưỡng lão rồi đúng không? tin tức bên quận Thanh Sơn không phải đến hôm nay mới tới. chương 557 cũng chỉ có thể cướp đoạt. Thiệu Tam tỉnh căng thẳng, hiểu ý của Thiệu Đăng Vân. Nếu thật sự vì đố kỵ với quận Thanh Sơn, đại công tử đã không đợi đến hôm nay mới ngã bệnh. Thiệu Tam tỉnh vội sửa lời. Lão ra, là lão nô sơ xuất, hôm nay mới báo tin về cho đại công tử. Thiệu Đăng Vân nói, ta còn chưa chết đâu. Sắc mặt Thiệu Tam tỉnh kịch biến, quỳ phục xuống đất. Lão ra bất giận, đại công tử không cho nói việc này ra ngoài, nếu không đại thiện sơn e là sẽ không vui. Thiệu đăng vân vươn tay, chụp một cái đã nhấc thiệu tam tỉnh dậy, không hổ là võ tướng. Ta cũng không chọc thủng ra cho Trung Dương húc biết, người còn chưa hiểu sao. Nói, đám chiến mã của quận Thanh Sơn sợ là cướp từ châu Bắc chúng ta. Thiệu tam tỉnh cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ông ta cũng hết cách, chỉ có thể đang hoàng nói hết tình huống. Thiệu đăng vân nghe xong, chắp tay ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi đứa con trai của mình thật ghê gớm, không ngờ đã ngầm làm chuyện lớn như vậy, suýt chút đã thành công rồi, đáng tiếc gặp phải đối thủ, dã chàng xe cát. Lại là nghiêu hữu đạo, ha ha, rơi vào tay con trai của chữ vương. Ha ha, báo ứng, báo ứng, thiệu đăng vân cười thảm, chậm rãi xoay người đi, bởi vì chữ vương một tay dẫn dắt, ông ta mới có ngày vinh hoa phú quý như nay. Vi phạm lời thề với chữ vương năm xưa, phản bội nước yến, khiến ông ta vẫn canh cánh trong lòng. Không bằng con trai mình, ông ta không nảy sinh được chút thù hận nào với hành động của quận thanh sơn chấm bạch vân gian khuê phòng của tô chiếu tô chiếu và tần miên đối diện nhau không nói một lời tần miên đi vào xong không nói lời nào chỉ nhìn nàng ta như vậy mà sắc mặt còn khá khó coi ngươi sao vậy tô chiếu phá vỡ trầm mặc có phải là xảy ra chuyện gì tần miên khổ sở nói ba chủ ba vạn chiến mã vận chuyển về châu bắc bị Nhiêu hữu đạo cướp đi rồi tô chiếu sợ hãi cả kinh trầm giọng nói Chuyện gì vậy, không phải chiến mã đã vận chuyển về nước Hàn rồi sao? Không phải Thiệu Bình Ba đã nói là y tự làm được chuyện còn lại sao? Tần Miên vô lực lắc đầu, tô chiếu cắn răng, hỏi, cướp ở nơi nào, nhiều chiến mã như vậy không thể thoáng cái đã lấy mất, đi không thể nhanh được, hẳn là còn cơ hội cản lại. Tần Miên cười khổ, đã đến quận Thanh Sơn, giao vào tay thương chiêu tông. Tô chiếu khiếp sợ, tuyệt đối không thể nào, ba vạn chiến mã, dù đi đường bộ hay đường biển đều không thể nhanh như vậy. Tần Nguyên, bà chủ, không như việc mà bà chủ đã nghĩ. Tính thời gian, hẳn là chiến mã không xảy ra chuyện bên nước Hàn, chắc hẳn đã thất bại từ bên nước Tề. Như Hữu Đạo và chiến mã cùng về đến quận Thanh Sơn. Tô Chiếu vẫn khó tin, chiến mã của chúng ta đi rồi, sau đó Như Hữu Đạo mới biến mất khỏi kinh thành, làm sao lại cùng chiến mã về quận Thanh Sơn. Tần Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí bi phẫn. Như tặc quá giả dối hắn ở tề kinh hẳn chỉ là phép che mắt chỉ để hấp dẫn sự chú ý của mọi người lén lút phái người ra tay đưa lệnh hồ thu vào đại lao lại bịa đặt là bản thân hắn cũng bị bắt cố ý dương đông kích tây hắn ở kinh thành kéo dài tới lúc chúng ta chở chiến mã đi mới rời khỏi chắc là hắn cũng cố ý lừa gạt chúng ta làm cho chúng ta yên lòng cho rằng chiến mã đã đi rồi lầm tưởng chuyện chiến mã sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì tới hắn nữa sau đó hắn mới tiện ra tay đó là lừa đảo đó là cái thòng lọng mà hắn đã thiết kế tỉ mỉ. Chúng ta còn ở đây đấu đến đấu đi với hắn, không biết rằng hắn đã lừa hết tất cả chúng ta một lượt. Tên tặc này thật sự thủ đoạn cao minh, quả thực khiến ta giận sôi. Tô Chiếu vẫn không chấp nhận tin, sao có thể như vậy, mỗi chiếc thuyền đều có người của hãm âm sơn, còn có người của chúng ta. Hơn một nghìn tu sĩ, hắn làm sao có thể lặng lẽ cướp hết chiến mã mà không gây náo động. Hắn phải điều động bao nhiêu người mới có thể cướp chiến mã đi. Dù gì cũng phải liều cá chết lưới rách, mà thuyền chìm xuống biển rồi cũng không thể để hắn mang về nhiều chiến mã như vậy được. Tần miên nói, ba chủ, không sai đâu, ta cũng vừa nhận được tin mới biết. Trong đội tàu mà chúng ta tỉ mỉ sắp xếp có thuyền nằm trong tổ chức chúng ta, đội tàu vừa rời nơi này không lâu cũng đã đổi đường đi tới quận Thanh Sơn. Hiện giờ bên trên nói rõ là hãm âm Sơn động tay động chân, bảo chúng ta tra xem hãm âm Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì cha xem đại vương Tây Viện trở về có vấn đề gì hay không, có thể làm lộ chúng ta hay không. Thử hỏi, bên trên đã nói rõ ràng như vậy, làm sao có khả năng sai lầm. Tô Chiếu lảo đảo lùi về sau, sắc mặt dị thường khó coi, va vào ghế, từ từ ngồi xuống. Trên mặt nàng ta còn có vẻ chưa hoàn hồn, sau đó tràn ngập cảm giác thất bại. Mùi vị thất bại này thật khó có thể chịu thêm, đời này chưa từng thua thảm như vậy, nàng ta muốn giết nhiều hiếu đạo, lại không thể giết chết. Ngay cả tổ chức cũng đã ra tay rồi, vẫn để cho Ngưu Hữu Đạo trốn thoát. Từ trên xuống dưới cả tổ chức đều bị Ngưu Hữu Đạo bóp mũi dẫn đi qua đi lại. Để người ta chạy mất thì cũng thôi, lại còn bị người ta cướp sạch chiến mã mà phải mất mấy năm xoay sở, bố trí rất kỹ lưỡng. Lúc trước nàng ta còn muốn ngăn cản Ngưu Hữu Đạo thu chiến mã, giờ thì ai ngăn cản ai? Đây là lần thứ hai nàng ta sâu sắc cảm nhận được lời căn dặn của Thiệu Bình Ba, nói rằng nàng ta không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo. Ban đầu, trong lòng nàng còn không phục, hiện giờ tâm phục khẩu phục lẽ nào để hắn cản rỡ như vậy sao? Tô Chiếu bỗng ngẩng đầu lên hỏi, tổ chắc ăn phải quả đắng như thế, há có thể giảng hòa, không cần ngươi và ta nhọc lòng. Tổ chức nhất định sẽ tính món nợ này với hắn, tần miên nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta còn biết nhiều hơn Tô Chiếu một chút, không chỉ là việc trước mắt, không chỉ lệnh hồ thu bị phế bỏ, mà ngay cả quân cờ quan trọng như Ngụy Đa cũng bị Nhiêu Hữu Đạo phế bỏ, bên trên liệu có thể không tính món nợ này. Sau phẫn nộ, Tô Chiếu lại hết sức lo lắng. Bên Thiệu Bình Ba phải làm sao, nàng ta làm sao trả lời cho Thiệu Bình Ba? Tại chuyện An Thái Bình, nội tâm của nàng ta hổ thẹn với Thiệu Bình Ba bao nhiêu, muốn tận lực giúp Thiệu Bình Ba làm tốt việc này. Nàng ta biết rõ nhóm chiến mã này quan trọng với Thiệu Bình Ba ra sao. Đây không phải chuyện mất chiến mà thôi, mà là làm lỡ cơ hội tốt để Thiệu Bình Ba tranh thủ cho châu Bắc. Muốn đầu tư một nhóm chiến mã khác cần chờ đến năm nào tháng nào, phải làm sao mới được? Chấm, Hoàng cung đại nội Hạo Vân Đồ ngồi trước bàn dùng bữa đang nhận nước xúc miệng từ thái giám hầu hạ, ngậm nước xúc miệng, nghiêng đầu nhổ vào chậu bên cạnh, sau đó cầm khăn lau chùi miệng, lại ném khăn đi, đứng dậy rời ghế. Ra khỏi cửa, y gặp phải bộ tầm đang đi lên bậc thang. Bộ tầm lập tức đứng sang bên, đợi Hạo Vân Đồ đi xuống mới bước theo. Sau khi bước xuống bậc thang, ông ta bẩm báo, bệ hạ, như hữu đạo đã về tới quận Thanh Sơn, còn mang về gần ba vạn thất chiến mã. Hạo Vân Đồ dừng bước, quay đầu nhìn ba vạn chiến mã bộ tầm vâng quận thanh sơn truyền tin đến nói rằng ba vạn chiến mã này đều do thiên ngọc môn một tay lấy được từ nước tề Như hữu đạo chỉ là chân chạy hạo vân đồ quả nhân mặc kệ là ai làm quả nhân đưa cho hắn lệnh bài chỉ có thể là một vạn thất chuyện gì vậy chỉ một lần đã lấy đi nhiều chiến mã như vậy giáo sự đài của ngươi lại không biết chút nào giờ mới có phản ứng bộ tầm cung kính trả lời khả năng là sai lầm của giáo sự đài Lão nô đã ra lệnh nghiêm tra bên dưới. Nhưng có một khả năng, bây giờ nghĩ lại, thời kỳ này căn bản không có nhiều chiến mã xuất cảnh như vậy. Nếu muốn nói có, cũng chỉ có nhóm ngựa đã chuyển về châu Bắc kia. Điều kỳ lạ là, bất kể về thời gian hay số lượng chiến mã, đến quận Thanh Sơn đều tương xứng với nhóm chiến mã chuyển về châu Bắc, e rằng không phải trùng hợp. Chương 558, lo lắng hết lòng một. Hạo Vân Đồ hai tay ôm bụng, mắt lấp lóe nói: ý ngươi là, quận Thanh Sơn cướp ngựa của châu Bắc. Y đứng ở đại cục xem xét, sẽ không nói gì mà nghiêu hữu đạo cướp chiến mã của thiệu bình ba. Bộ tầm, nếu thật sự là nhóm chiến mã kia, với tình huống châu Bắc là không thể tặng hoặc bán cho quận Thanh Sơn, cho nên chỉ có thể là cướp. Muốn biết có phải hay không, qua thời gian ngắn nữa tự nhiên sẽ thấy được. Đến lúc đó, châu Bắc không có nhiều chiến mã xuất hiện, vậy chắc chắn là quận Thanh Sơn thành công. Ừm, Hạo Vân đồ lại lắc đầu, nếu thật sự như vậy, châu bắc nguy rồi quận thanh sơn đang dồn châu bắc vào chỗ chết về chuyện nước hàn và nước yến liên minh tấn công châu bắc hai bên đó đàm phán thế nào rồi bộ tầm thám tử báo chưa đàm luận xong nguyên nhân chủ yếu là nước hàn cho rằng châu bắc bây giờ vốn là địa bàn của họ nên họ muốn chiếm nhiều hơn nước yến lại cho rằng châu bắc vốn thuộc nước yến hai bên còn đang tranh chấp chuyện phân chia châu bắc như thế nào mà một nhà hành động lại có nỗi lo về sau châu bắc cũng không ngồi không dường như đang âm tầm gây cản trở, dựng lời bịa đặt cản trở hai nước, làm cho triều đình hai nước đều không chịu nhượng bộ. Ai dám bảo nhượng bộ chính là kẻ bán nước, không cách nào bàn giao đối nội. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, chỉ sợ hai nước khó có thể đám luận xong. Hạo Vân đồ hừ hừ cười gần, tên con trai của Thiệu Đăng Vân quả thực không đơn giản. Phù Phương Viên, trong lâu các, Ngọc Thương đang đặt mình giữa một đống sách vở, nâng một quyển lên quan sát. Độc cô tĩnh đi tới, cách bàn một khoảng, hai tay dâng thư. Sư phụ, như hữu đạo gửi tin cho sư phụ, Ngọc Thương cả kinh, bỗng ngẩng đầu lên, hắn biết thân phận của ta, độc cô tính vội đáp, không, tin nhắn được gửi đến quầy tiếp nhận phía dưới, sau mới truyền lên trên. Không ký tên ai cả, nhưng tin nhắn này hẳn là gửi cho sư phụ, chỉ có người mới có thể quyết định. Ngọc Thương ngờ vực, đưa tay nhận tin, mở ra xem, đột nhiên ánh mắt nghiêm túc, nói. Hắn lại biết chúng ta đang muốn tìm thứ gì, độc cô tính, lệnh hồ thu bị tóm chứng minh hắn đã biết thân phận của lệnh hồ thu từ trước cho nên nói thứ đó ở trên tay triệu hùng ca có lẽ chỉ là nói mò đã vậy thì có hai khả năng một là năm đó đông quách hạo nhiên quả thực đã giao đồ vật cho hắn dù sao hắn cũng là người duy nhất gặp được đông quách hạo nhiên lúc hấp hối lâm trung giao phó là điều bình thường đây cũng là phương hướng chúng ta nhằm vào ngay từ đầu thứ hai lệnh hồ thu bị bắt đã từng nói thổ lộ rằng gã ở bên cạnh hắn là vì vật kia sau đó triều đình nước tề lại nói cho hắn có điều triều đình nước tề biết được chuyện như vậy rồi lại nói cho nghiêu hữu đạo thực không có nhiều khả năng vì lẽ đó đệ tử nghi ngờ khả năng rất lớn là đồ vật ở trên tay nghiêu hữu đạo ngọc thương trầm ngâm nói nếu vật đó thực sự là do đông quách hạo nhiên giao cho hắn chắc hẳn cũng bảo hắn giao lại cho thượng thanh tông hắn tới thượng thanh tông ở lại thượng thanh tông mấy năm lại không giao thứ đó cho thượng thanh tông hừ hừ độc cô tính người này còn trẻ tuổi nhưng chúng ta đã lĩnh giáo sự giả dối của hắn. Thượng Thanh Tông đối xử với hắn như vậy, hắn không giao ra giường như cũng không phải việc quá khó hiểu. Ngọc Thương, vậy là muốn đàm phán với chúng ta đây, cướp đội tàu, giết 300 người của ta, lại còn muốn đàm phán. Độc cô tĩnh không nói, nhìn ông ta, Ngọc Thương cân nhắc một hồi, lại hỏi, con cảm thấy hắn sẽ thực lòng giao ra thứ đó không? Có thể lừa dối không? Độc cô tĩnh, kẻ này hết sức giảo hoạt, thủ đoạn không giống bình thường, các khả năng đều có. Ngọc Thương, vậy phải ai qua đó? Phủ thứ sử châu Bắc, thiệu tam tỉnh đang gục xuống bàn ngủ gật, tự mình trông giữ bên cạnh giường bệnh của chủ nhân. Trong lúc ngủ say, bên tai ông ta vang lên tiếng ho khan, khiến ông ta chợt tỉnh giấc. ngẩng đầu nhìn lên, ông ta phát hiện bệnh nhân trên giường đã không thấy đâu, sau ông lại vang lên tiếng khủng khục, chỉ thấy một bóng người lom khom dơ đèn lồng, ho khủ khụ đứng trước bản đồ quan sát. Thư phòng của thiệu bình ba bảy biện giống như phòng ngủ, khắp nơi treo đủ loại bản đồ, dễ dàng cho y sử dụng bất kể lúc nào. Đại công tử, ngài tỉnh rồi, thiệu tam tỉnh mừng rỡ, không ngờ thiệu bình ba mê man mấy ngày đã tỉnh rồi, vội vàng đứng dậy đi qua. Thấy y dùng khăn tay che miệng ho khan, hai mắt còn nhìn bản đồ chầm chầm, thiệu tam tỉnh vội nhận lấy đèn lồng trong tay y, sốt ruột nói. Đại công tử, thân thể ngài đang bệnh, tiên sinh chung đã dặn ngài phải tĩnh dưỡng, không nên để mệt nhọc, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi thiệu bình ba buông khăn tay ra xua tay không sao có các tu sĩ điều dưỡng cho ta không chết được thiệu tam tỉnh nhìn thấy trên khăn tay mà y bỏ xuống có dấu máu lấm tấm gấp gáp dậm chân đại công tử ngài cũng đã ho ra máu còn nói không sao mau mau nằm xuống nghỉ ngơi đi thiệu bình ba ho khùng khục quay lại nhìn ông ta hiện giờ thứ thực sự xảy ra chuyện là châu bắc hàn yến không dứt tâm đối với châu bắc ta ta có thể ngăn cản một lúc khó ngăn cản lâu dài một khi châu Bắc xảy ra sai lầm, thiệu gia ta lập tức mất đi giá trị đối với giới tu hành. Đại thiện Sơn sẽ ném bỏ thiệu gia ta như quảng giày rách. Đến lúc đó mới thật là có chuyện, thời gian cấp bách, thời gian còn lại cho chúng ta đã không còn nhiều nữa, người bảo ta làm sao nghỉ ngơi. Thiệu tam tỉnh cất tiếng đau buồn nói, đại công tử, thiệu bình ba xua tay ngắt lời, lại che miệng ho khan, nhìn bản đồ không rời. Ta nhìn đại thế khắp cả nước, cảm thấy nhất định phải tự mình đi nước tề một chuyến ta muốn đích thân gặp hạo vân đồ thiệu tam tỉnh giật mình nói đại công tử thân thể ngài sao chịu nổi vạn dặm bôn ba nên phái người đắc lực đi thì hơn thiệu bình ba lắc đầu thời gian của chúng ta thực sự không còn nhiều chiến mã đi đường biển bị cướp nghĩa là đường thủy bên nước hàn cũng không ổn thỏa chuyến này ta phải du thuyết với hạo vân đồ để ông ta cho ta chiến mã còn phải du thuyết với triệu hoàng hải vô cực mở cho ta một con đường như vậy mới có thể mau chóng đưa chiến mã về châu bắc ta đồng thời còn phải tranh thủ kết minh với hai nhác, tạo áp lực với hai nước Hàn, Yến, tranh thủ chút thời gian cho châu Bắc chúng ta. Nếu không, Hàn, Yến biết chiến mã sắp tới rất có thể sẽ ra tay với châu Bắc. Những việc này không kéo dài nổi, ta không tự mình đi thì khó có thể nhanh chóng đạt thành. Thân thể đại công tử đã như vậy còn phải lo lắng bận tâm hết mực. Hai tay nâng đèn lồng, thiệu tam tỉnh biểu hiện phức tạp. Đặc biệt là khi nhìn thấy tóc hiệu bình ba dưới ánh đèn, ông ta không nhịn được mà rơi lệ chua xót. Hôn mê mấy ngày, tóc của thiệu bình ba hầu như đã trắng quá nửa, tóc bạc nhiều hơn tóc đen. Khục khục, che miệng ho khan, thiệu bình ba lại chỉ tay về tề kinh. Người cảm thấy sao Hạo vân đồ, vị hoàng tử nào có khả năng chấp trưởng nước tề nhất. Thiệu tam tỉnh nhấc một tay, dùng tay áo lau nước mắt, nói. Người đời đều biết, Kim Vương Hạo Khải Chính là trưởng tử của Hạo Vân Đồ, Ngọc Vương Hạo Hồng là trưởng tử của Hoàng Hậu hiện nay, hai người tất nhiên phải phân thắng bại. Người thắng sẽ vấn đỉnh Hoàng vị nước tề các hoàng tử còn lại đều không có thế lực lớn như hai người này. Không phải vậy, thiệu bình ba lắc đầu, nhìn chằm chằm tề kinh hồi lâu, nói. Ta cân nhắc đã lâu, ngược lại cảm thấy anh vương hạo chân mới có dấu hiệu của rồng ẩn. Người này không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót tất kinh người. Thiệu tam tỉnh kinh ngạc, vì sao, thiệu bình ba không trả lời vì sao, nhìn chằm chằm bản đồ từ tốn nói. Đối với nước tề, hạo vân đồ được xem như hùng chủ một đời thế lực chư hầu nước tề hầu như bị ông ta bình định hết. Chuyện mà các đời tề hoàng không làm được, ông ta làm được. Tề quốc trong tay ông ta cũng từng bước cường tịnh hơn. Thế nhưng, con người dù sao cũng có lúc thọ tận. Tuy thân thể hạo vân đồ được nhiều tu sĩ hỗ trợ điều trị, nhìn như đang độ tráng niên, nhưng dù sao cũng đã gần lục tuần. Thêm 10 năm nữa, tuổi gần thất tuần, một phàm phu tục tử, dù là đế vương, gần thất tuần có nghĩa thế nào? chương 559, lo lắng hết lòng hai thiệu tam tỉnh trả lời nghĩa là phải chọn người thừa kế thiệu bình ba dùng khăn tay che miệng ho khan không sai đến lúc đó rất nhiều chuyện đều không thể do bản thân hạo vân đồ quyết định hết các hoàng tử ở dưới đã chờ ông ta quá lâu đã sớm thiếu kiên nhẫn đến cửa ải đó không ai sẽ chờ đợi nữa đều sẽ muốn nhảy ra hạo vân đồ ra, những môn phái tu hành kia cũng sẽ bắt đầu xem xét người thừa kế hoàng quyền đó là tất nhiên cũng phải lựa chọn trong số các hoàng tử Tâm thái của các hoàng tử thay đổi, tâm thái của môn phái tu hành cũng thay đổi, mặc kệ hạo vân đồ hùng tâm bừng bừng, cũng đành thân bất so kỷ, tâm thái cũng biến đổi theo. Ta tính, qua 10 năm nữa, nội bộ nước tề tất nhiên sẽ bộc phát loạn tượng. Nói xong, y quay đầu lại, ngươi liên hệ với chiếu tả, nói cho nàng, bảo nàng không tiếc bất cứ cái giá nào, nhất định phải giúp ta diệt trừ anh Vương Phi. Anh Vương Phi, thiệu tam tỉnh giật mình, giết phu nhân của anh Vương Hảo chân thiệu bình ba nhìn chằm chằm bản đồ không nói lý do trầm mặc chính là trả lời vâng thiệu tam tỉnh đáp rồi lại dò hỏi có cần tiện thể hỏi việc chiến mã bị cướp là sao không nói đến đây thiệu bình ba lại ho khan mãnh liệt như muốn ho văng cả phổi ra vậy khăn tay buông xuống lại nhiễm đỏ một vùng y phất tay phủ định chiến mã đã về quận thanh sơn không ai trong chúng ta có cách nào đi quận thanh sơn đòi trả chiến mã lại còn nhắm vào không bỏ là không cần thiết tình huống trước mắt món nợ bên nghiêu hữu đạo chỉ có thể để sang bên trước tiên giải quyết chuyện lửa xém lông mày đã chúng ta còn cần chiếu tả hỗ trợ làm việc hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm chúng ta cũng không có tư cách truy cứu nàng ta chỉ cần nói tình huống cho nàng câu trả lời mà chúng ta nên được tự nhiên nàng sẽ nói cho chúng ta nếu nàng không nói hỏi cũng vô dụng tạm thời khiến nàng ta ái náy mới có thể khiến nàng tận tâm tận lực giúp chúng ta được rồi lão nô biết nên làm như thế nào thiệu tam tỉnh đáp lại chấm chấm, quận Thanh Sơn, trong Sơn Chan, quản phương nghi chân thành đi tới Lầu Các. Vừa tiến vào, chỉ thấy mấy chục người hầu từ phù phương viên của mình đều đã đến đông đủ, đang ngồi trong Lầu Các, mỗi người một bát cháo hoa, còn cầm một cái que màu vàng óng cắn rôm rốp. Ngay cả Trần Bá và Hứa Lão Lục cũng không ngoại lệ. Ở Tề Kinh lại không thấy các ngươi ăn chỉnh tề như thế, mất mặt. Quản phương nghi xem thường mắng, mọi người nhìn lại, không ít người đều cười hi hì. Hứa lão lục nuốt thức ăn, cười khan nói. Đại tỷ, tỷ đừng nói vậy, cơm canh của đạo gia ở nơi này ngày nào cũng thay đổi, quả khiến người ta chờ mong, mùi vị lại rất tốt. Ở nơi này ăn quen rồi, sau này sợ là không nuốt trôi mấy thứ bên ngoài nữa. Ây, bánh quẩy, đại tỷ nếm thử đi, ông ta chỉ chỉ một đống gậy vàng óng trên bàn. Bánh quẩy, quản phương nghi thì thào, lại một cái tên nàng ta chưa từng nghe tới. Đã có người múc một bát cháo hoa đặt trước mặt nàng ta. Nàng ta vừa mới cầm bánh lên, chợt thấy viên phương dẫn hai hòa thượng gây rối loạn tới, lập tức quay lại hỏi. Yêu quái, không hạ độc chứ? Viên phương lập tức trợn mắt nói. Thối lắm, Nam Sơn ta tự có bảng hiệu, có khả năng có chuyện đó sao? Quản phương nghi cười khanh khách, trêu đùa hắn ta xong liền cắn bánh quẩy, phát hiện mùi thơm, vị giòn xốp sảng khoái, càng nhai càng thơm. Mùi vị thức ăn không tệ, nàng ta lại hấp một ngụm cháo hoa, chớp mắt thấy lỗ chân lông toàn thân mở hết ra. Những người khác cũng cười ha ha theo mọi người đều cảm thấy thú vị vị đạo gia kia lại đưa tới một nhóm hòa thượng để hầu hạ nhìn có phần lạ lẫm nhưng dường như lại có phong cách riêng thỉnh thoảng nhìn thấy đám hòa thượng này qua lại khiến lòng người có phần thư thái hơn nếu những người biết viên phương trước kia dẫn tăng chúng của chùa nam sơn đi làm gì e là không còn dám cười nữa có khi còn phải cẩn thận kiểm tra thức ăn lại một lượt nữa viên phương ra hiệu cho hai hòa thượng dọn dẹp xong hư lạnh đi về phía viện của ngưu hữu đạo trước bàn trang điểm như hữu đạo nhắm mắt tính vả, thương thục thanh sau lưng tỉ mỉ trải tóc cho hắn chờ một chút mới nói đạo gia người bên châu kim đã tới bảo là muốn mua một nhóm chiến mã từ chỗ chúng ta ca ca của ta muốn hỏi ý huynh một chút như hữu đạo từ tốn nói ta mặc kệ việc này bảo vương ra tìm thiên ngọc môn thương lượng. ừm thương thục thanh đáp đạo gia viên phương bên ngoài gọi đi vào chắp tay chào thương thục thanh cười nói quận chúa hắn ta đã quen thuộc với cảnh trải đầu này viên phương tới cạnh nghiêu hữu đạo cúi người bẩm báo bên kia đã trả lời nói là đã biết thương thục thanh nhìn hắn ta nàng không hiểu hắn ta đang nói gì nhưng cũng không hỏi nghiêu hữu đạo thì hiểu gần đây hắn đã dặn viên phương gửi một tin nhắn cho trần quy thạc có câu trả lời hắn cũng yên tâm với hắn quân cờ trần quy thạc rất quan trọng đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn vẫn giữ chặt quỷ mẫu chiến mã này là cướp được từ nước tề hãm âm sơn lại phản bội giúp hắn một chút việc Người khác nhìn vào ai cũng sẽ tưởng vấn đề là ở chỗ hãm âm sơn, cho rằng do người này để lộ tin tức, không ai ngờ được vấn đề lại ở chỗ đường thủy nước Hàn, cũng sẽ không nghi ngờ đến Trần Quy Thạc. Bên này hắn phải bảo vệ Trần Quy Thạc cho tốt, dù đã mưu đồ rất ổn thỏa, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn để cho Trần Quy Thạc dừng liên hệ với phe ta, phòng ngừa bất kỳ việc ngoài ý muốn nào có thể xảy ra. Dọn dẹp sạch sẽ cho Trần Quy Thạc là vì chính mình, cũng là trách nhiệm với y. Biết rồi. Nghiêu hữu đạo nhàn nhạt thở ơ đáp lại, không có việc gì khác, viên phương cũng rời đi, lát sau, đoạn hổ đi vào, bẩm báo, đạo ra, ngoài sơn cốc có người cầu kiến ngài. Người nào, người tới không tự giới thiệu bản thân, chỉ nói là nhận lời mời của ngài mà tới. Đột nhiên nghiêu hữu đạo mở hai mắt, nhìn chăm chăm vào ảnh chiếu của mình trong gương, nói, khách quý tới, bao nhiêu người. Chỉ có một, cho mời, ngoài ra, dặn hồng nương chuẩn bị phòng cẩn thận cho người đó. Báo cho nhân thủ ba phái đề cao cảnh giới, phát hiện bất cứ dị thường gì phải báo cho ta ngay lập tức. "Rõ, Đoạn Hổ nhận mệnh rời đi." Thương Thục Thanh bới tóc nhanh tay hơn, nghe nhiều hiếu đạo dặn dò nhiều người như vậy, đương nhiên nàng hiểu có việc gấp. Ngẫm lại chuyện lúc trước, nàng chỉ có thể thở dài. Nàng vẫn còn nhớ tình cảnh khi mình mời vị này xuống núi. Vị này bị giam lỏng trong đào hoa nguyên, làm việc gì cũng phải nhìn nét mặt người khác. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chẳng biết từ bao giờ hắn đã có nhiều người dưới quyền như vậy. Có ba môn phái nghe hắn hiệu lệnh, mà phái nào cũng mạnh hơn Thượng Thanh Tông khi ấy. Còn Thượng Thanh Tông bây giờ thì sao? Chỉ sợ đang hối hận không thôi. Mà lúc trước, hai huynh muội nàng như chó nhà có tang, cũng là được hắn nâng đỡ. Mỗi lần như vậy, nàng lại nhớ tới câu nói khi ấy của Viên Cương. Với các ngươi, bản thân đạo gia quan trọng hơn tu vi của hắn. Nghiêu hữu đạo chuẩn bị xong xuôi liền ra khỏi cửa, thấy quản phương nghi đang bước nhanh tới. Quản Phương Nghi gật đầu chào Thương Thục Thanh đi theo sau Ngưu Hữu Đạo, rồi quay sang hỏi hắn tình hình sao rồi. Người chuẩn bị thiên kiếm phủ đi, người của Hiểu Nguyệt các tới. a à, nhanh vậy sao, Quản Phương Nghi hơi bất ngờ, trong lòng hơi căng thẳng. Thương Thục Thanh nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau cửa viện. Người làm đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, đình đài lầu các đã sẵn sàng, Ngưu Hữu Đạo ngồi trong đình uống trà lặng lẽ chờ. Quản Phương Nghi đứng bên cạnh đề phòng, chỉ lát sau, đoạn hổ dẫn một người áo đen đi vào trong. Người tới trùng kín đầu, còn đeo mặt nạ, thong thả ngồi xuống đối diện Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho đoạn hổ lui xuống, tự mình chấp ấm châm trà, đưa tay ra hiệu cho người áo đen đối diện đang chăm chú nhìn mình dò xét, mời dùng trà. Không cần, người áo đen từ chối, giọng nói khàn khàn, rõ là giọng giả, và vẫn chăm chú nhìn hắn. Trường 560, Thương Kính, làm sao y dám uống trà nơi này, trừ phi chán sống với một số người nghiêu hữu đạo không tốt đẹp gì nghiêu hữu đạo mỉm cười hỏi xin hỏi tôn tính đại danh có cần phải biết sao ngươi biết ta ta không biết ngươi có vẻ hơi thiệt đây không phải vấn đề mấu chốt mà ta và ngươi gặp nhau cũng phải các ngươi vẫn cứ thần thần bí bí không chịu ra mặt ta không tới đây để đấu võ mồm với ngươi ta không biết thân phận của ngươi làm sao dám bàn việc với ngươi lại làm sao dám đưa đồ cho ngươi người áo đen lấy một tờ giấy gấp gọn từ trong ống tay áo ra đặt lên bàn đẩy tới nghiêu hữu đạo nhận lấy phẩy tay mở ra xem chính là phong thư mời do chính hắn viết đương nhiên hắn nhận ra được nét bút của mình người áo đen hỏi đừng lề mà lề mề đồ đâu nghiêu hữu đạo gặp lại tờ giấy trong tay nói điều kiện trước đã thống nhất được điều kiện đương nhiên sẽ đưa đồ cho ngươi điều kiện gì nói ân oán trước kia xóa bỏ không được tìm ta gây phiền phức nữa người của hiểu nguyệt các cũng dự tính được điều này. Ngoài áo đen nói, được, chỉ cần đồ là thật, ta có thể đồng ý với ngươi. Đừng nóng vội, còn nữa, ba chủ tớ lệnh hồ thu từ nay thoát ly khỏi hiểu nguyệt các, sau này hiểu nguyệt các không được tìm y nữa. Sao ta nghe như chuyện cười thế, bọn họ là bị ngươi hại, ngươi đừng có nói là ngươi cứu họ nhé, đừng nói là y, dù quản phương nhi đang hộ pháp bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. Như hữu đạo đáp, ngươi không cần quan tâm, ta chỉ hỏi có đồng ý không, người áo đen hơi do dự chuyện này ta không thể quyết cần xin chỉ thị bên trên nghiêu hữu đạo gật đầu được ta chờ câu trả lời chắc chắn của các ngươi ngươi có thể tiện thể báo lên hỏi ý thêm hai việc nữa một ta muốn một ngàn vạn kim tệ hai sau này chỉ cần là người của ta hiểu nguyệt các không thể động vào một ngàn vạn kim tệ quản phương nghi chớp chớp mắt liên tục thứ gì mà đắt thế còn có thể khiến cho hiểu nguyệt các phải dùng nhiều điều kiện như thế để đổi lấy Người áo đen hỏi lại, tạm không nói đến những vấn đề khác, nhưng làm sao chúng ta biết người nào là người của ngươi, người nào không phải người của ngươi. Nếu ngươi cố ý muốn gây chuyện, tiện tay chỉ một vài người nói rằng đây là người của mình, chẳng phải chúng ta sẽ bị cản tay khắp nơi không làm được gì sao. Đơn giản thôi, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần là mọi người đều biết, rõ ràng là người của ta, thì không cho phép các ngươi động vào. Ngươi đưa ra bốn điều kiện, ta chỉ có thể đồng ý với điều kiện đầu tiên. Ba điều kiện còn lại, tạm thời ta không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Nghiêu hữu đạo gật đầu, được, ta không vội, chờ ngươi xin chỉ thị cũng không muộn. Đồ đâu, chỉ ít ta cũng phải biết đồ có phải hàng thật hay không, có trong tay ngươi không chứ. Nếu không, làm sao ta báo lên trên được. Leng keng, Nghiêu hữu đạo lấy ra một cái gương đồng, ném lên bàn, đưa tay ra hiệu có thể kiểm tra thoải mái. Người áo đen hơi sừng sốt, Y không ngờ đối phương có thể nhanh nhẹn dứt khoát ném đồ lên bàn như ném một thứ đồ chơi như thế, khiến cho Y cũng phải nghi ngờ đây có phải hàng thật không. Quản phương Nhi cũng tò mò, chăm chú nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn, nghĩ bụng gì thế này. Chỉ là một cái gương đồng thôi sao? Người áo đen cầm gương đồng trên bàn lên, lật qua lật lại kiểm tra, nghi ngờ hỏi, người xác nhận là thật. Có phải là đồ thật không thì ta không biết, nhưng đúng là thứ mà Đông Quách Hạo Nhiên đưa cho ta trước lúc lâm chung. Đông Quách Hạo Nhiên đã bỏ cả mạng vì thứ này, ta nghĩ không phải đồ giả. Lệnh Hồ Thu ở bên cạnh ta lâu như vậy, lăn qua lộn lại, hỏi qua hỏi lại, không phải là vì cái này sao? Lăn qua lộn lại hỏi qua hỏi lại sao? Người áo đen thầm mắng lệnh Hồ Thu ngu như bò, bảo sao lại bị lộ, nếu là thật, người không sợ ta sẽ cầm đồ bỏ chạy sao? Người áo đen vừa dứt lời, quản phương nghi lập tức lấy thiên kiếm phủ ra, khiến cho y choáng váng nghiêu hữu đạo mỉm cười nói ngươi dám cầm đồ bỏ chạy thì cứ thử xem ngươi muốn cướp ta cho ngươi cướp nhưng ta cam đoan rất nhanh thôi người trong thiên hạ đều sẽ biết thứ này nằm trong tay các ngươi ngươi không sợ phiền phức thì cứ thử cướp xem đây là giao dịch của ta với các ngươi các ngươi đồng ý với điều kiện của ta ta cam đoan sẽ không để lộ việc này ra các ngươi cứ tìm ta gây phiền toái ta không thể chọc vào các ngươi cũng chẳng thích phiền phức nếu không ta cũng sẽ không đưa thứ này cho các ngươi Người áo đen không nói gì nữa, đặt gương đồng lên bàn, lấy ra một cái bao từ trôn ống tay áo, bên trong có hai cái bàn chải nhỏ và một cái hộp con. Y mở cái hộp ra, bên trong là một thứ gì đó đen như mực. Y cầm một bàn chải lên, chấm chút mực nước, cẩn thận lau lau hoa văn đằng sau gương đồng. Sau đó, Y lại lấy một tờ giấy bao lấy, đổi sang bàn chải sạch, chải chải nhẹ lên phần giấy trùm mặt sau gương đồng. Một lát sau, Y bóc tờ giấy ra, trên đó đã in được hoa văn khác đằng sau gương đồng sau đó, y lại in hoa văn đằng trước gương, như hữu đạo cười ha ha, thật đúng là có chuẩn bị trước mà. Xem ra các ngươi đã có bản vẽ hoa văn của gương đồng. Người áo đen lơ đi, lấy được hoa văn rồi, cẩn thận thổi khô hai bản in, lại cẩn thận gặp lại, cất đi. Chờ ta xin ý bề trên rồi sẽ lại tới. Người áo đen đứng dậy bỏ lại một câu nói liền đi. Như hữu đạo nhìn theo, quản phương nghi cầm lấy gương đồng, không ngại bẩn, lật qua lật lại nhìn nhìn, hỏi gương đồng này là cái gì vậy? nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm thiên kiếm phù trong tay bà ta chặt chặt lưỡi ta nói này hồng nương người có cả thiên kiếm phù để dùng còn kêu nghèo đòi ta nuôi sao người có ý tốt sao quản phương nghi lườm hắn dùng thiên kiếm phù thì có liên quan gì đến việc có tiền không si, không có tiền có thể mua được thứ xa xỉ như thiên kiếm phù mà dùng sao không phải mua khi ta còn trẻ có rất nhiều người tặng quà cho ta lúc trước có một tên thuộc thiên hành tông theo đuổi ta đưa ta chút phù triệt dặn ta giữ lại phòng thân thịnh tình không thể chối từ nghiêu hữu đạo há hốc miệng kinh ngạc hỏi một chút một chút là bao nhiêu ta biết thiên hành tông chuyên luyện chế phủ triện nhưng hình như thiên kiếm phủ này không dễ luyện chế đâu người nào có thể lấy ra thiên kiếm phủ thượng phẩm thế này tặng cho ngươi hẳn là địa vị của người này ở thiên hành tông không thấp đi nếu không cũng sẽ không làm được thứ này có vẻ không muốn nói thêm về việc này quản phương nhi mắng bớt nói nhảm đi thành thật khai báo rốt cuộc đây là thứ gì? Bà ta giơ tấm gương đồng trong tay lên, Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt đáp, không có gì, thương kính. Cái gì? Quản Phương Nghi suýt rơi trong mắt, hoảng sợ hỏi, đây là bảo vật đứng đầu bát bảo mà hoàng đế thương tụng người mở ra nước vũ luyện chế ra, thương kính sao? Ngưu Hữu Đạo chỉ ừ một tiếng, thấy bà ta vẫn thất thần, bèn gọi một tiếng, hỏi, người nghĩ là cái gì? Quản Phương Nghi vẫn không tin, tấm gương cũ rích này xem ra chẳng có gì đặc biệt sao có thể là thương kính thần khí trấn quốc của nước tần chứ? Người chưa từng thấy qua sẽ khó mà liên tưởng tấm gương đồng nhìn cực kỳ bình thường này với bảo bối quý giá kia. Như hiểu đạo thở dài, không phải thứ này, dựa vào cái gì mà ta đặt ra nhiều điều kiện với người ta như thế. Quản phương nghi vẫn khó mà tin nổi, nhưng cuối cùng vẫn phải chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Đúng như suy đoán lúc trước của bà ta, một cái gương, làm sao có thể đưa ra nhiều điều kiện với hiểu nguyệt các như vậy. Cũng như nghiêu hiểu đạo nói, không phải thứ đó, dựa vào cái gì mà nêu ra lắm điều kiện với người ta như vậy. Có hai lý do này là đủ cho bà ta tin, bà ta hỏi thử, làm sao ngài có được thứ này. Thật là đông quách hạo nhiên đưa cho ngươi sao, nghiêu hữu đạo gật đầu, thở dài đáp tạo hóa trêu ngươi thật. Năm đó, đông quách hạo nhiên đang bị thương nặng, lúc hấp hối đã đến thôn của chúng ta. Ông ta không thể quay lại Thượng Thanh Tông nữa, vừa lúc gặp ta, bèn thu ta làm đồ đệ, hẳn là vì muốn ta đưa cái gương đồng này về Thượng Thanh Tông chương 561, từ bỏ một, quản phương nghi dần dần bình tĩnh lại, diếu cợt, ai ngờ ông ta đụng phải một kẻ gian trá, không giao đồ cho thượng thanh tông. Nghiêu hữu đạo liếc xéo, người mắng ta, chẳng lẽ không đúng sao? Nghiêu hữu đạo lắc đầu, có một số việc, người ngoài cuộc không hiểu được. Chỉ là ngươi không biết rõ mọi chuyện mà thôi. Quản phương nghi dò thăm dò, là vì thượng thanh tông đã giam lỏng ngài, khắt khe quá quát với ngài cho nên ngài mới không trả lại sao. Nghiêu hữu đạo vẫn lắc đầu, nhớ lại chuyện cũ mà giải thích, không phải như người nghĩ đâu. Có lẽ vì thứ này quá quan trọng, có lẽ vì Đông Quách Hạo Nhiên không tin những người khác trong Thượng Thanh Tông, nên trước khi lâm chung, ông ta đã trịnh trọng dặn ta, nói rằng đồ này chỉ có thể giao cho sư huynh của mình là đường mục, quyết không thể rơi vào tay kẻ khác. Ta tới Thượng Thanh Tông đã nhiều lần cầu kiến trưởng môn đường mục, muốn giao vật này cho ông ấy. Ai ngờ, đường mục cũng đã chết, khi ấy ta chẳng biết làm thế nào, giao đồ ra là sai với di mệnh của Đông Quách Hạo Nhiên, không giao ra cũng không ổn, nên vẫn cứ do dự. Tới tận sau đó, ta phát hiện ra mình bị Thượng Thanh Tông giam lỏng, muốn gặp cao tầng của Thượng Thanh Tông rất khó, căn bản không biết tình hình bên ngoài, trước mắt tối đen, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng Thanh Tông không chỉ giam lỏng lão tử ở đào hoa nguyên trọn vẹn 5 năm, sau đó còn muốn giết lão tử. Ha ha, người nói xem, có phải tạo hóa trêu người không? Thì ra là vậy, quản phương nghi ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu. Bà ta cũng có thể hiểu được hành động của Đông Quách Hạo Nhiên, hẳn là vì ông ấy không muốn thứ này làm huyên náo ẩm ý cả Thượng Thanh Tông, chỉ cho một mình đường mục biết mới là hợp lý. Bà ta lại hỏi, người như ngài ấy, ngài đừng nói mình chưa từng tự nghiên cứu thứ này nhé. Nói thử chút xem, thứ này có gì đặc biệt thế? Vì sao được xếp hàng đầu trong bát bảo? Ta thấy nó rất bình thường mà. Lần này như hữu đạo không nói thật, ta cũng có nghiên cứu rồi, nhưng chẳng thấy manh mối gì. Xem đi xem lại, cũng chỉ là một tấm gương bình thường, chẳng hiểu sao lại được xếp hàng đầu trong bát bảo. Quản phương nghi cười lạnh, bằng đầu óc của ngài, thứ này rơi vào tay ngài lâu như vậy, còn không bị ngài đào ra cái gì sao? như hiểu đạo lắc đầu, quá khen, ngươi thử nghĩ xem, nếu thứ này thực sự là thần khí chấn quốc của nước tấn, nằm trong tay người nước tần nhiều năm như vậy, vì sao họ không dốc nhân lực vật lực ra nghiên cứu nó? Thứ này nằm trong tay người nước tần chẳng có tác dụng gì, chỉ có hai khả năng, một là họ cũng giống ta, không phá giải được bí mật, Hay là phá giải được cũng không có tác dụng gì. Quản phương nghi ngẫm thử, cũng có lý, như hữu đạo chỉ có một mình, không thể mạnh hơn cả nước tần được. Nước tần cũng không lần ra được manh mối gì, đương nhiên như hữu đạo càng không thể. Bà ta nhếch miệng chế nhạo, người cho ta biết mình có thứ này, không sợ ta lấy mất à. Đột nhiên Nghiêu Hữu Đạo nhìn bà ta chăm chú đầy chân thành. Bốn mắt đối nhau một lát, Quản Phương Nghi cũng nổi ra gà toàn thân, làm gì mà nhìn ta thế hả? đẹp quá à nghiêu hữu đạo vẫn rất chân thành đáp ta với ngươi là thật tâm quản phương nghi hơi sửng sốt không biết hiểu ra chuyện gì mà thẹn quá hóa giận nhấc chân đá cho hắn một cái đi chết đi nghiêu hữu đạo lách mình tránh vui tươi hớn hở quay đi dừng lại quản phương nghi gọi hắn lại bước tới gần hỏi hiểu nguyệt các giết hắc mẫu đơn ngươi thực sự có thể giao thứ quan trọng như vậy cho bọn họ sao đề tài này khá nặng nề nghiêu hữu đạo không cười nổi nữa không giao cho bọn họ thì sao người có thể ngăn cản bọn họ hay ta có thể cản với thứ quái vật khổng lồ này hiện tại ta có thể báo thù cho hắc mẫu đơn sao trong trận giao thủ ở nước tề bọn họ đã bị thiệt lớn hẳn là sẽ không bỏ qua cho ta hiện tại ta chỉ có thể chịu thiệt chỉ có thể nỗ lực khiến cho bọn họ vừa lòng mới có thể dỗ được lửa giận của họ nguội đi ta chắc tay nhường đồ ra là không muốn người trở thành hắc mẫu đơn thứ hai cũng không muốn những người khác bên cạnh theo gót hắc mẫu đơn các ngươi đi theo ta ta sẽ phải chịu trách nhiệm với các ngươi. Nếu không, sẽ còn ai ra sức vì ta nữa. Quản phương nghi trầm lặng, tiếc nuối thở dài, khi giao thủ với bọn họ, người đã biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình, vậy cần gì phải làm. Các ngươi đi theo ta là vì muốn có cuộc sống tốt hơn, chứ không muốn càng kém hơn. Nguyện vọng của mọi người cũng là trách nhiệm của ta. Nếu ta không cho mọi người thấy có hy vọng, sẽ còn ai đi cùng ta nữa. Ta không thể sợ đầu sợ đuôi mà dậm chân tại chỗ mãi được. Tiến ba bước, Lùi hai bước, chỉ ít cũng vẫn là đi lên phía trước. Cố gắng cũng không phải lùi bước, chỉ là bước sang bên cạnh hai bước tạm tránh phong mang thôi. Chuyện đã đến nước này, ta không cố gắng trả cái giá đắt tương xứng, không làm cho bọn họ vui lòng bọn họ sẽ không dừng tay. Nếu không còn người nào ở lại, giữ lại thứ này có ích gì? Chỉ cần vẫn còn người, tất cả đều còn có thể. Bọn họ đã để mắt tới ta, nhưng ta không có thực lực để gánh nổi. Chờ tới khi ta đủ mạnh, đương nhiên sẽ có cơ hội lấy lại đồ về. Có bỏ mới có được, không bỏ được sẽ không có cơ hội rảnh tay đi làm việc khác, bỏ được mới có thể cầm lên một lần nữa. Huống chi, hiện giờ thứ này ở trong tay ta cũng không có tác dụng gì, giao ra còn có thể kiếm được chút lời, cớ sao không làm? Thế đạo gian nan, thế cục phức tạp, gánh vác quá nặng, mà chúng ta lại quá yếu, không gánh được. Khi cần thiết thì phải dứt khoát, cái lợi gì cũng muốn giữ là muốn chết đấy. Quản Phương nghi thở dài, thứ này thực sự quá quý giá, giao ra như vậy, có hơi Vừa rồi ngài cũng đã nói, ngay cả nước Tần cũng không thể khám phá. Chúng ta có thể làm giả một cái đưa cho họ không? Nưu Hữu đạo lập tức gạt đi, không được, không ai biết hiểu Nguyệt Các có biện pháp phân biệt thật giả hay không, làm đồ giả đưa cho người ta quá mạo hiểu. Nếu bị đối phương biết được, sẽ khó mà lường được hậu quả. Hắn không nói với quản phương nghi một nguyên nhân nữa khiến mình quyết định giao đồ cho đối phương, là hầu tử. Hắn hiểu rất rõ hầu tử, nhất định hầu tử sẽ không mặc kệ khi thấy hắn gặp khó khăn nhất định sẽ nghĩ cách tiếp xúc với Bạch Vân Gian, sẽ dùng một cách khác để giúp hắn. Hầu tử ở bên cạnh hắn lầu như vậy, có quá nhiều người nhận ra hắn ta. Hiện giờ không bại lộ không có nghĩa là sau này cũng không bại lộ, tiếp xúc với Bạch Vân Gian quá nhiều cũng sẽ khiến cho hiểu nguyệt các cảnh giác, sẽ tra ra được nội tình của hầu tử, không chừng sẽ bị bại lộ thân phận. Quá nguy hiểm, một khi thân phận của hầu tử bị lộ, đương nhiên hiểu nguyệt các sẽ biết hắn ta là người của Ngưu Hữu Đạo. Hầu tử rơi vào tay người khác chưa chắc đã bị giết, Duy chỉ có rơi vào tay Thiệu Bình Ba và hiểu Nguyệt Các thì nhất định sẽ. Không nói đến ân oán của Thiệu Bình Ba và hắn ta, cũng không nói đến khúc mắc khác với hiểu Nguyệt Các, chỉ một điều này thôi, ở trên biển, hắn ta đã giết 300 người của hiểu Nguyệt Các. Điều kiện cuối cùng mà hắn đưa ra với hiểu Nguyệt Các là không được động vào người của mình chính là đang chuẩn bị đường lui cho hầu tử. Đương nhiên, hầu tử cũng không khóc, nhưng hắn không biết hắn ta sẽ dùng cách gì để tự vệ. Hiện giờ hắn cũng không tiện để lộ thân phận của hầu tử với hiểu Nguyệt Các hắn không tiện nói gì về quyết định của hầu tử. Hắn có thể cho hầu tử tự do, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể bỏ mặc hầu tử gặp nạn. Hắn phải âm thầm mở một đường lui cho hầu tử, mặc kệ sau này hầu tử gặp nguy hiểm gì, hắn cũng phải tìm cách tận lực bảo vệ tính mạng cho hầu tử. như hiểu đạo đã nói vậy, quản phương nhi cũng không so đo nữa, nhưng vẫn tò mò hỏi sao ngài lại giúp lệnh hồ thu thoát thân. mươi 562, từ bỏ hai dù sao cũng đã từng kết bái, ta cũng không có sát tâm nặng như thế lúc trước ta bắt y nhưng không có ý định giết y có thể thuận tiện cho y một đường sống thì không cần phải đẩy y vào chỗ chết cũng là vì ta dù sao gánh cái danh sát hại huynh đệ kết bái đâu có dễ nghe lăn lộn bên ngoài không thể không coi trọng lòng người mất hết lòng người chỉ còn một con đường chết ta không làm được cái việc giết mẹ giết huynh như thiệu bình ba có một số việc mình chịu ấm ức vẫn cứ phải chịu nếu ngay cả huynh đệ kết bái của mình ta cũng có thể dễ dàng sát hại há không phải sẽ khiến cho các ngươi lạnh lòng sao bớt lừa ta đi, ngài còn làm ít chuyện tâm ngoan thủ lạt sao. Quản phương nghi không nhịn được lườm hắn một cái, khẽ phe phẩy quạt tròn, chỉ sợ chưa chắc y đã nhận nhân tình này của ngài. Nghiêu hiểu đạo nhún vai, vốn y muốn hại ta, ta lại thả cho y một con đường sống, đã là hết lòng rồi. Nếu y không cảm kích ta, ta cũng chẳng có cách nào khác. Giờ hiểu nguyệt các, không có thế lực của hiểu nguyệt các, y cũng chẳng làm gì được ta. Nếu y thực sự nghĩ quẩn thì cũng chỉ được một lần hai lần thôi, cái gì cũng có giới hạn của nó. Tốt nhất y đừng có bức ta, hai người đang nói chuyện, thấy Trần Bá quay lại bèn dừng câu chuyện. Chỉ đi một mình, khi y lên núi không có ai tiếp ứng, chỉ cưới một con phi cầm lớn rời đi, không ai đi cùng. Trần Bá bẩm báo lại, có vẻ ái náy. Y cũng biết hắc mẫu đơn bị người của hiểu nguyệt các giết khi yểm hộ Nhiêu hữu đạo và quản phương nghi lên thuyền, nên cũng muốn tận thêm chút sức. Quản phương nghi không nói gì, Nhiêu hữu đạo khoát tay nói, Trần Bá, không sao người của hiểu nguyệt các đã dám đến khẳng định là đã có chuẩn bị nào có thể dễ dàng bị đuổi theo như vậy chuyện này cũng trong dự liệu không cần để ý trong phù phương viên độc cô tĩnh bước nhanh vào một tòa hiên các ngọc thương đang bồi hồi chờ bên trong bèn dừng bước vội vàng hỏi thế nào rồi lấy được rồi độc cô tĩnh lấy ra hai tờ giấy từ trong ống tay áo đưa lên chính là bản in lại hoa văn trước sau của thương kính ngọc thương nhận lấy xem qua bước nhanh tới ngồi xuống bên bàn lật cuốn sách bày trên đó ra. Cuốn sách khá cố kỹ, nhưng bên trong ghi chép rất nhiều, còn có hình vẽ chi tiết. Ngọc Thương lật đến một tờ đã đánh dấu, trên tờ giấy đã ố vàng là bức vẽ hai mặt của Thương Kính. Ngọc Thương cầm tờ giấy mới in so sánh cẩn thận với hình vẽ trong sách. Sau trọn vẹn nửa canh giờ so sánh, Ngọc Thương mới ngửa mặt lên trời thở vào một hơi, chi tiết đều giống, không sai. Hẳn là vật kia, độc cô tĩnh nói, tên kia rất xảo trá, có thể là đồ giả không? Ngọc Thương lắc đầu, không có mấy ai từng thấy thứ này đâu. Chỉ có một cái, không dễ làm giả. Hẳn là thật, độc cô tĩnh trầm ngâm nói, sư phụ, theo ta thấy, không phải không có khả năng làm giả. Lý do, thương chiêu tông, đồ này vốn là do tổ tiên thương gia luyện chế, thương chiêu tông là hậu duệ của thương tụng, không chừng còn giữ hình vẽ thứ này. Ngọc thương lắc đầu, thương chiêu tông chỉ là chi thứ trong mạch truyền thừa của thương tụng thôi, về cơ bản trực hệ đã bị đuổi tận giết tuyệt, về sau tổ tiên cũng phải lấy cờ hiệu thương thị mới có thể quật khởi lập nên nước Yến. Vật này trước kia được giữ trong trọng địa hoàng cung triều vũ, chỉ có trực hệ tiếp quản hoàng quyền thương thị mới có thể nhìn thấy, tổ tiên của thương chiêu tông khó mà có cơ hội thấy được. Chỉ có thể nói là có thể, nhưng tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Ngoài ra, trong này còn ghi một phương pháp giám định thật giả khác, chỉ cần có được đồ trong tay, ta sẽ có cách giám định. Nói xem, điều kiện gì? Thứ nhất, hy vọng xóa bỏ mọi ân oán với chúng ta, Chúng ta không được tìm hắn gây phiền phức gì." Ngọc Thương gật đầu, khi hắn đưa ra yêu cầu cần đàm phán, ta đã đoán được sẽ có điều kiện này. "Với chúng ta, vật này cực kỳ quan trọng, chỉ cần hắn chịu giao ra, có thể không so đo chút tổn thất, tạm thời có thể buông tha cho hắn. Thứ hai, hắn hy vọng ba người chủ tớ lệnh hồ thu từ nay thoát ly khỏi chúng ta. Về sau chúng ta cũng không thể làm gì họ." Ngọc Thương lặng đi một lát mới hỏi lại, "Lệnh hồ thu nhận tội chưa?" "Vẫn là như thế." không thấy nhiều hữu đạo giấu giếm cái gì, nhưng sắc mặt nghiêm túc, chúng ta cũng không thấy cơ hội hạ thủ. Đã dọn sạch người và việc có liên quan đến lệnh hồ thu chưa? Dọn được gì đều dọn dẹp hết rồi. Vấn đề hiện tại là, có thể lệnh hồ thu biết Tô Chiếu là người của chúng ta. Mà Tô Chiếu đã là đệ tử của Bạch Trưởng Lão, lại là chất nữ của Bạch Trưởng Lão. Các đời Bạch gia đều là trung thần, nếu động vào sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới các trưởng lão khác, lại liên lụy thêm tới Bắc Châu. Tô Chiếu không thể động, còn nữa, nhiệm vụ của phụ thân lệnh hồ thu biết chúng ta muốn gì cái gì chỉ cần không biết chúng ta đã có được đồ mình muốn không biết thứ này có tác dụng gì với chúng ta thì biết chúng ta đang tìm cái gì cũng không quan trọng còn nhiều người muốn tìm thứ này mà chỉ là việc biết thân phận tô chiếu khá phiền phức đấy việc này chờ một chút hãng ra quyết định người báo lại việc này cho bạch trưởng lão đi để ông ta tự mình xử lý được thứ ba hắn muốn một ngàn vạn kim tệ ha ha lòng tham không nhỏ đâu Ngọc Thương hừ lạnh mấy tiếng, còn gì nữa không? Còn một điều nữa, sau này chúng ta không được vì tiện động vào người của hắn, chỉ ít là những người công khai là người của hắn. Chỉ có bốn điều kiện này thôi, một khi giao dịch thành công, nếu chúng ta dám phủi tay, hắn sẽ để cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đang giữ thứ này, dùng cái này để đàm phán với chúng ta. Hiển nhiên hắn cũng có ý cảnh cáo chúng ta không nên có hành động thiếu cân nhắc. Có sơ hở, có thể đồng ý với hắn, cho hắn một ngàn vạn kim tệ thật sao? Ngọc Thương gập cuốn sách trên bàn lại, đàm phán mà. Hắn ra giá trên trời, chúng ta sẽ trả giá chứ. Làm sao hắn đòi bao nhiêu là trả bấy nhiêu được, vậy lại cho người tới đàm phán sao? Ngọc Thương lắc đầu, không vội, xem ý kiến bên bạch trưởng lão thế nào đã. Phải biết bài của mình mới dễ chơi. Rõ, hai, nhìn hình vẽ trên tay, Ngọc Thương khẽ thở dài. Một nan đề đây, ngươi nói xem ta nên giết hay không. Tiểu tử này không đơn gì ân, tuổi còn trẻ đã có cổ tay như thế, khiến cho chúng ta bị động khắp nơi, giữ lại sớm muộn gì cũng đem lại phiền phức lớn. Độc cô tĩnh hiểu ý sư phụ, y không ngờ được nghiêu hiểu đạo lại cao tay như vậy, quả quyết từ bỏ bảo vật, chủ động cho thấy mình đang giữ, chủ động muốn đưa cho hiểu nguyệt các, lấy lui làm tiến, lại khiến bên này khó xử. Giết hắn, thứ ấy sẽ như củ khoai lang nóng bỏng tay, rất khó giữ. Không giết hắn, có lấy được đồ rồi cũng sẽ bị hắn uy hiếp. Hôm sau, trong cầm đài, tiếng đàn du dương, độc cô tính đi vào, bẩm báo, sư phụ, bạch trưởng lão đã nói tất cả nghe theo quyết định của ngài. Nhưng nghe ý tứ ông ấy thì vẫn hy vọng ngài có thể hạ thủ lưu tình cho tô chiếu một cơ hội. Tiếng đàn im bặt, Ngọc Thương buông tay, lạnh nhạt nói, không phải ông ta không biết quy củ, quyết định của ta là chặt đứt hậu hoạn. Ông ta nói thế nào? Ông ấy nói, lệnh hồ thu không ngốc, chưa chắc đã dám để lộ bí mật này ra. Sau này ông ấy sẽ bảo mật thật nghiêm ngặt, sẽ không để cho việc tô chiếu bị lộ làm ảnh hưởng đến chuyện khác nếu có vấn đề gì ông ấy sẽ kịp thời chặt đứt hậu hoạn nếu cần ông ấy sẽ đích thân xử quyết tô chiếu vậy ông ta phải hiểu tô chiếu không sạch sẽ tiền đồ sẽ bị phá hủy nội bộ chúng ta cũng không dám để người mang tai họa ngầm giữ chức vị cao có lẽ ông ấy chỉ muốn giữ mạng cho tô chiếu thôi ông ấy nói tô chiếu chỉ là một nữ nhi không trông mong nàng có thể làm nên sự nghiệp gì lớn ý rằng chỉ cần có thể giữ được mạng của tô chiếu còn tiền đồ không cần thiết chương 563, Tây Viện Đại Vương, người đi nói lại với ông ta, ông ta phải đảm bảo chịu trách nhiệm. Mau chóng sắp xếp việc đàm phán đi, trước hết phải lấy được đồ đã, ổn định được nghiêu hữu đạo, sau này sẽ tìm cơ hội thu thập hắn. Rõ, ánh mặt trời trải khắp con đường cũ, mấy chục kỵ sĩ hộ tống hai chiếc xe ngựa phi thật nhanh. Thiệu Bình ba vén màn xe hé khuôn mặt ra, nhìn núi xanh lồng lộng trong ánh ban mai vàng rực rỡ. Y vẫn đang là thanh tráng vậy mà nửa mái tóc đã bạc, sắc mặt suy tư, xe ngựa sóc này khiến y phải bịt khăn ho khan mấy tiếng. Lần này y bí mật rời đi, mà Đại Thiện Sơn đã phái ra rất nhiều cao thủ tinh nhuệ bảo vệ y, thậm chí còn xuất hiện hai cao thủ đỉnh cao không xuống núi để hộ vệ cho y. Việc này của Thiệu Bình Ba có quan hệ tới lợi ích của toàn Bắc Châu và Đại Thiện Sơn. Y bày hết khó khăn và tình thế khó xử ra trước mặt Đại Thiện Sơn. Đại Thiện Sơn không còn lựa chọn nào khác, muốn giữ được lợi ích cho mình chỉ có thể phối hợp với Y, cũng ký thác hy vọng vào Y, hy vọng y có thể hóa giải nguy cơ mà Bắc Châu sắp gặp phải. Chí ít là Đại Thiện Sơn không thể không góp sức, thấy y lại ho khan, Thiệu Tam Tỉnh cũng ngồi trong xe dướn lên vỗ vỗ lưng cho y, thấp giọng nói, Đại Côn Tử, Tô Tiểu Thư còn không biết ngài phải đi, có cần báo cho Tô Tiểu Thư một tiếng không? Thiệu Bình Ba nhẹ nhàng khoát tay, không cần, ta không yên tâm với người của nàng ấy, tạm thời không muốn tiết lộ hành tung. Chuyện này nàng ấy có phản hồi gì không? Thiệu Tam Tỉnh đáp có, đang tiến hành. Trên thảo nguyên minh mông có vài ngọn lều vải lớn dựng ven hồ, gần đó có dê có bò lảng vàng. Anh Vương Hạo chân tĩnh tọa bên hồ thả câu, một tay cầm cần, một tay xoa xoa một khối đá, nhìn thì như câu cá, nhưng chẳng thiết nhìn mồi. Mấy trăm kỵ sĩ từ đằng xa ầm ầm đuổi tới khiến cho y phải quay sang nhìn. Phần lớn nhân mã bị hộ vệ ngăn lại, chỉ có mấy người vào được. Người đi đầu mặc áo bào tím, thân thể khôi ngô, khuôn mặt vuông vắn rõ ràng như đao tước búa bổ, tóc dài thả sau vai, trên trán buộc một con chim vàng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Thấy người này, Hạo chân đứng dậy, chắp tay với hán tử áo tím cưới ngựa tới gần, hoàng thúc, sao ngài lại tới đây? Người tới là Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng, hiền chất thật có nhã hưng đó. Hạo Vân Thắng cười lạnh, xoay người nhảy phát xuống, một bên đòn chân bằng kim loại rất nổi bật, bước đi hơi khập khiếng. Dù sao cũng rảnh rỗi, Hạo chân cười đáp, Hạo Vân Thắng tới thùng gỗ bên cạnh, nhìn vào trong, chỉ có nửa thùng nước, chẳng có lấy một con cá nào. Lão lướt ánh mắt quét qua mặt hồ, đột nhiên cúi người nhặt lấy cần câu dưới đất lên, kéo mạnh một cái, một con cá dài bằng nửa cánh tay bị lão kéo lên khỏi mặt nước, rơi bạch xuống đất. Ném cần câu đi, Hạo Vân thắng nói, hiền chất không câu cá được đâu. Hạo chân tâm phục khẩu phục chắp tay nói, không bằng hoàng thúc. Y lại quay sang chỉ chỉ con cá kia, dặn thủ hạ, làm sạch nấu lên đi, vừa vặn để mời hoàng thúc. Y quay sang đưa tay mời Hạo Vân Thắng, Hoàng thúc đi đường dài đến chắc mệt nhọc, mời vào trong chướng nghỉ ngơi. Hạo Vân Thắng nhìn bốn phía một lát rồi khập khiếng xoay người đi theo Hạo Trân. Hai người vào trong chướng, Hạo Vân Thắng phất tay đuổi người không liên quan lui xuống, ngồi vào ghế chủ. Hạo Trân cười cười tự rót chén trà mời y, Hoàng thúc tới đây có việc gì sao? Hạo Vân Thắng hỏi, Trương Hành Thụy của Tây Viện ta đâu? Y không ở chỗ cháu, đã tới chỗ lục thúc kiểm kê hoàng sản rồi. Sắc mặt Hạo Vân Thắng xa sầm xuống, sao ta lại nghe nói y đã xảy ra chuyện? Hạo Chân kinh ngạc hỏi lại, làm sao có thể? Ngươi bớt giả bộ hồ đồ với ta đi, ta đã hỏi rồi, y không có tới chỗ lão Lục. Sao người ra? Hạo Vân Thắng vỗ bàn, Hạo Chân vẫn khó mà tin được, hoàng thúc, sao lại không có? Hạo Vân Thắng đứng dậy cả giận mắng, y làm việc dưới tay ngươi, chẳng lẽ các ngươi không có thư lui tới sao? Có hay không có, chẳng phải ngươi biết rõ nhất sao? hạo chân vội khoát tay hoàng thúc bất giận thực sự cháu không biết tình hình của y thúc cũng biết việc lần này là việc đắc tội với người ta mà vẫn phải làm những lời hoàng thúc dặn dò khi tiến cháu vẫn còn văng vẳng bên tai hoàng thúc dặn cháu phải mở một mắt nhắm một mắt quả thực cháu cũng làm đúng như lời hoàng thúc dặn trương hành thụy là người của hoàng thúc y vẫn một mực không gửi thư cho cháu cháu còn tưởng đây là ý của hoàng thúc nên không tiện hỏi cũng không tiện quản chỉ cần xong việc y có được kết quả cho cháu là được cháu thực sự không biết tình hình hiện tại của y thế nào. Hạo Vân Thắng nghẹn lời không nói được gì, Tây Viện phụ trách quản lý việc của Hoàng tộc, Hoàng sản cũng nằm trong phạm vi ấy, làm sao có thể không có chút vấn đề chứ. Chuyện mà được tra ra, lão sẽ phải chịu trách nhiệm, thực sự đúng là lão đã kín đáo tỏ ý dặn Hạo chân nhắm một mắt mở một mắt. Trước đó lão còn tưởng rằng Hạo chân chọn người của lão là cố ý, nhưng giờ nghe y nói vậy, có vẻ như mình hiểu lầm thật, vẫn là vị này không muốn dính dáng đến chuyện rắc rối. Ngươi thực sự không biết, Hạo Vân Thắng nghi ngờ hỏi. Hạo Trân bất đắc dĩ đáp, Hoàng Thúc, cháu thực sự không biết. Thúc không thấy sao, hôm qua cháu còn nhận được ý chỉ của bệ hạ, trong đó có nói đến chuyện của Trương Hành Thủy. Hạo Vân Thắng hơi giật mình, hỏi trong ý chỉ của bệ hạ có nhắc đến Trương Hành Thủy. Nói đến thế nào, để cháu tìm, Hạo Trân lật một đống văn thư trên bàn lên, lấy một tấm chỉ ý đưa cho lão xem. Hạo Vân Thắng cầm lấy, vội lật ra xem đúng là ý chỉ của hoàng đế trên đó ý nói nước tế có địa vực rộng lớn hạo chân muốn kiểm kê hoàng sản trên toàn quốc sẽ tốn rất nhiều thời gian để giảm bớt khó khăn hoàng đế điều bọn trương hành thụy rời tây viện do hạo chân quản lý nói cách khác có ý chỉ này trương hành thụy đã đường đường chính chính là người của hạo chân không thuộc về hạo vân thắng nữa thấy sắc mặt hạo vân thắng đen thui hạo chân ở bên cạnh nói hoàng thúc không biết việc này sao điều chuyển người đến chỗ cháu theo lý thì Công Văn cũng phải được đưa đến Tây viện mới phải. Hạo Vân thắng nhắm mắt lại, sắc mặt cứng đanh, thực sự lão không biết việc này, hẳn là Công Văn đã được đưa đến Tây viện, nhưng lão đi đường không nhận được, không phải chuyện gì gấp gáp, bên Tây viện sẽ không truyền tin cho lão. Mấu chốt là phần lớn người bên Tây viện không biết thân phận thực sự của Trương Hành Thụy, bình thường lão cũng không thường đi lại gần gũi với y, chỉ là điều động mấy nhân viên nho nhỏ, có thể báo chậm một chút hẳn là họ đang để chờ khi nào có việc gì quan trọng cần báo đi sẽ gửi kèm. Nhưng lão phải ngỡ ngàng và nghi ngờ là ở chỗ, sớm không điều, muộn không điều, đúng lúc này hoàng đế lại điều trương hành thụy cho hạo chân là có ý gì. Có phải hoàng đế đã biết chuyện gì không? Nếu không, làm sao lại trùng hợp như thế? Là ông ta đang cảnh cáo mình sao? Sao ta lại nghe nói là do người cầu bệ hạ xin người? Hạo Vân Thắng lạnh lùng hỏi lại. Hạo chân nghiêm túc đáp, hoàng thúc đừng nghe kẻ khác nói hưu nói vượt tuyệt đối không có việc này nếu hoàng thúc không tin có thể đi kiểm chứng chưa kể cháu muốn tránh xa rắc rối còn không kịp còn đòi người của hoàng thúc làm gì nhất định là có người đâm thọc rồi xin hoàng thúc minh giám hạo vân thắng ném ý chỉ trong tay lên bàn đương nhiên ta sẽ phải tra xét rõ ràng dứt lời lão xoay người rời đi hoàng thúc hạo chân đuổi theo ra khỏi lều trại thấy hạo vân thắng nhảy lên tỏa kỵ bèn bước tới ngăn lại hoàng thúc mới tới còn chưa uống được ngụm trà còn vội đi đâu Tránh ra, ta còn có việc. Hoàng thúc, ngài nói không thấy Trương Hành Thụy, có thật không? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Giờ y là người của ngươi, ngươi tự nghĩ cách đi. Hạo Vân thắng thúc ngựa lách qua người Hạo Chân, quất mạnh một roi, phóng vút đi, tùy tùng cũng đuổi theo. Chương 564, tỷ muội Vân Cơ, rất nhanh, mấy trăm kỵ sĩ lại ầm ầm đi xa. Hạo Chân nhìn theo, rất bình tĩnh. Thực ra, đúng là y xin ý chỉ kia của hoàng đế đấy. Nhưng y không ra mặt y cũng sẽ không dễ dàng ra mặt rồi dính vào chuyện này. Sẽ từ có triều thần ra mặt phân tích với hoàng đế cái lợi cái hại, rồi hoàng đế đồng ý. Chuyện như vậy không làm khó được y, cho nên, căn bản là y không thượng tấu chuyện này. Y quay người đi tới một lều vải khác, y vén cửa lều, bên trong có một người đang ngồi làm việc sau bàn. Chính là Trương Hành Thủy, hai bên còn có hai tên quỷ tu bảo vệ, thấy hạo chân, Trương Hành Thủy vội vàng đứng dậy hành lễ, vương ra, một con kim xí từ trên trời xả xuống sơn trang, rất nhanh, lục ly quân từ một gian phòng lách ra, lên một tòa lầu cao, cẩn thận đưa cho quỷ mẫu đang dựa vào lan can bằng cả hai tay, đương ra, người đã an toàn, đã tới dưới trường anh vương hảo chân, cũng đã nhận được ý chỉ từ kinh thành nước tề. Quỷ mẫu cầm thư mở ra xem, như chút được gánh nặng, nhưng đầu nói, mời nghiêu hữu đạo tới một chuyến đi. Lục ly quân thưa vâng rồi rời đi, trong một đình đài khác, người áo đen đặt một sấp kim phiếu lên bàn, đưa tay ra với Nghiêu Hữu Đạo, đồ đâu? Nghiêu Hữu Đạo cầm kim phiếu, đưa cho quản Phương Nhi bên cạnh kiểm tra, lấy tấm gương đồng từ trong ống tay áo ra, ném lên bàn như ném một thứ gì bẩn thỉu. Trên gương đồng vẫn còn dính vết mực từ lần trước, người áo đen cầm lên, nhìn một chút, lại dở bản in lần trước ra cẩn thận so sánh một lượt, cuối cùng mới dơ gương đồng lên khua khua, nếu là đồ giả, người biết hậu quả rồi đấy. Nghiêu Hữu Đạo đáp, nói thật, ta còn chẳng biết có phải đồ thật hay không nhưng đây đúng là thứ đông quách hạo nhiên giao cho ta, chắc hẳn không phải đồ giả. Hừ, người áo đen đứng dậy, chậm đã, như hữu đạo gọi y lại, nghiêng đầu ra về phía hai tay quản phương nghi ra ý vẫn còn chưa đếm xong. Người áo đen lạnh lùng nói, yên tâm, không thiếu tiền đâu. Quả nhiên, lát sau, quản phương nghi dừng đếm, gật đầu, 500 vạn không thiếu. Lúc đầu nghiêu hữu đạo ra giá 1.000 vạn, nhưng song phương đàm tới đàm lui, hiểu nguyệt các đồng ý với ba điều kiện còn lại, nhưng chỉ chịu chi ra 300 vạn. Cuối cùng, hai bên cùng lui một bước, quyết định 500 vạn. Người áo đen hỏi, ta có thể đi chưa? Nghiêu hữu đạo cười đứng dậy tiến, xin cứ tự nhiên. Nhưng còn mấy lời nhờ ngươi chuyển giúp, không đánh không quen, chuyện đã qua đều cho qua đi, cũng không nhất định phải làm kẻ địch, thiếu một kẻ địch đi đường cũng dễ hơn. Thật ra, làm bằng hữu cũng là một lựa chọn tốt, ta là người thích kết giao bằng hữu. Thiên hạ này, ai cũng đáng sợ, ai cũng đáng kính, mọi chuyện nên để đường lui, nói không chừng sau này mọi người còn có cơ hội hợp tác. Nếu quý các không chê, chúng ta có thể thành lập một con đường liên hệ lẫn nhau, phòng ngừa tương lai xảy ra hiểu lầm gì đó. Chỉ có vậy, phiền tiên sinh chuyển lời giúp ta. Hai mắt người áo đen sáng lấp lánh, có vẻ như đang nhớ những lời này, nhưng không nói gì, một lát sau quay người đi nhanh. Chuyện này xong xuôi, đoạn hổ ngăn lục ly quân ở ngoài đi vào báo, đạo ra, lục ly quân muốn gặp ngài. Cho mời, đoạn hổ phất tay cho hạ thủ, lục ly quân đi vào trong đình chắp tay báo đạo gia đương ra muốn gặp ngài được ngươi đi về trước ta ở đây sắp xếp chút việc nhỏ rồi qua ngay lục ly quân khẽ gật đầu quay người đi ra ngoài nghiêu hữu đạo dặn đoạn hổ gọi công tôn bố lại đây vâng nghiêu hữu đạo quay người lại không thấy tập tiền trên tay quản phương nghi đâu bà ta chỉ cầm một cái quản tròn phe phẩy hắn nói lấy 200 vạn ra quản phương nghi dùng quạt tròn che ống tay áo của mình lại động một tí là trăm vạn trăm vạn ngài lấy đâu ra lắm chỗ mà tiêu tiền thế. Ngài tiêu như thế, gia nghiệp lớn nữa cũng bị ngài phá hết thôi. Tiền này ta sẽ giữ giúp ngài trước, kẻo ngài qua sông đoạn cầu. Nam nhân vòng ân phụ nghĩa nhiều, nữ nhân phải giữ được chút tiền trong người mới yên tâm, ngài nói có đúng không? Tuy nói vậy nhưng cuối cùng bà ta vẫn đếm đủ 200 vạn đưa ra. Một lát sau, công tôn bố đi vào, như hữu đạo đẩy 200 vạn trên bàn tới, đây là 200 vạn, ngươi cầm. Công Tôn Bố kinh ngạc, đạo ra, đây là sao? Ngươi còn có nhiều người bên dưới, cần chi tiêu nhiều. Nhưng Ngũ Lương Sơn vẫn chưa đủ, phải tìm cơ hội chiêu thêm vài đệ tử đáng tin. Ta cần mạng lưới liên lạc lớn hơn nữa. Ngươi cứ dần dần phát triển thế lực của Ngũ Lương Sơn đi, những việc này đều phải tốn tiền. Công Tôn Bố không biết làm sao, mới mấy hôm trước hắn đã cho 100 vạn, nay lại đưa thêm 200 vạn, y nhận cũng hơi xấu hổ. Nhưng đúng là muốn phát triển nhân thủ cần rất nhiều tiền. Cuối cùng, chỉ có thể nhận lấy. như Hữu Đạo chỉ chỉ quản Phương Nghi bên cạnh, sau này, chuyện lấy tin bên Ngũ Lương Sơn không được giữ bí mật với bà ta. Bà ta phải tham dự trực tiếp vào, còn nữa, nhân mạch của bà ta rộng lớn, hiểu nhiều biết rộng, người phải cùng bà ta nghiên cứu thảo luận việc bố trí mạng lưới liên lạc thế nào, có thể hỏi chút ý kiến của bà ta. Nghe nói không giữ bí mật chuyện lấy tin với mình, quản Phương Nghi chớp chớp mắt, đầu lông mày hơi bay lên. Công Tôn Bố chắp tay với quản Phương Nghi, Quản Phương Nghi khẽ gật đầu cười cười, không còn việc gì khác, công tôn bố cáo tử, ngài nhìn ta làm gì, thấy Nghiêu Hữu Đạo nhìn mình, Quản Phương Nghi vội bưng kín ống tay áo, như thể 500 vạn vừa rồi là của mình vậy. Từ hôm nay người của ngươi tiếp nhận việc bố phòng Sơn Trang, tiền này cho ngươi, việc phòng ngự cũng giao cho ngươi, ta giao hết tính mạng cả nhà cho ngươi đấy, tín nhiệm lớn thế nào mới được như vậy chứ, Quản Phương Nghi mừng rỡ, nhưng vẫn quay đầu đi, đong đưa quạt tròn, âm dương quái khí nói, làm như ta thích phiền phức lắm vậy. Còn nữa, tiền cho ngươi, về sau, chúng ta cần tài nguyên tu luyện gì đều phải tìm ngươi. Làm gì, coi ta là lão mộ tử sai vặt à, như hiểu đạo mặc kệ bà ta, quay lưng rời đi. Hắn đi thẳng đến chỗ quỷ mẫu, thấy bà ta trên ban công bèn phi thân lên cười hỏi, có việc gì sao? Quỷ mẫu đáp, ta chuẩn bị quay về. Nghiêu hiểu đạo cười hỏi, đã xác nhận được rồi sao? Huynh đệ ta không lừa ngươi chứ? Quỷ mẫu lườm hắn, lạnh lùng nói có thể chi phối ý chỉ của hảo vân đồ năng lực không nhỏ đâu như hữu đạo hiểu mình vẫn chưa có được năng lực này hắn chỉ là một tu sĩ bên ngoài nếu dám nhúng tay vào việc triều chính nước tề hạo vân đồ tuyệt đối sẽ không dung túng hắn phải kín đáo giao cho hạo chân hành động hạo chân đã lặng lẽ hoàn thành đại tỷ chê cười rồi có điều đột nhiên Hảo vân đồ hạ ý chỉ này xuống dù là hiểu nguyệt các hay hạo vân thắng cũng phải giật mình chắc bọn họ đã hiểu chuyện xảy ra rồi không thể vãn hồi Hạo Vân Đồ ra mặt bảo vệ cho Trương Hành Thụy, nếu xúc động giết Trương Hành Thụy chọc giận vào Hạo Vân Đồ thực không đáng. Lại có thêm anh Vương che chở, bọn họ sẽ không dám tùy tiện động vào Trương Hành Thụy đâu. Nhưng với đại tỷ thì không chắc, dù hiện giờ bọn họ sẽ không dám đánh cược lớn công hãm Âm Sơn, nhưng nếu đại tỷ rơi vào tay họ, hẳn họ sẽ không khách khí với đại tỷ. Nhưng nếu đại tỷ đồng ý công bố ra ngoài chúng ta đã kết bái tỷ đệ, ít nhiều hiểu nguyệt các sẽ nể mặt ta vài phần quỷ mẫu như thể vừa nghe chuyện cười hiểu nguyệt các nể mặt ngươi ta công bố chuyện này ra chỉ sợ sẽ càng chết nhanh hơn thôi được rồi chuyện của ta không cần ngươi quan tâm sắp tới ta sẽ lên đường nghiêu hữu đạo giữ lại hay đại tỷ nghỉ ngơi thêm một chút gần đây ta bận việc vẫn chưa kịp khoản đãi cẩn thận không cần ta không quen người ở đây vậy ta cũng không miễn cưỡng đường đi vừa xa vừa dài đại tỷ phải bôn ba qua lại đều do tiểu đệ sai xem tình hình của trương hành thụy bên kia tương lai nếu đại tỷ thấy hợp lý, có thể để cả nhà Trương Hành Thụy đến chỗ ta, ta sẽ dốc hết sức mà che chở. Trương 565, kết bạn cũng là một lựa chọn. Quỷ mẫu lạnh nhạt nói, vốn ta cũng muốn ra ngoài một chuyến, muốn tới Độ Vân Sơn, coi như cũng tiện đường. Nghiêu hữu đạo xứng sở ngắt lời, Độ Vân Sơn, là Độ Vân Sơn ở trích tinh thành sao? Chẳng lẽ thiên hạ còn có đến mấy cái Độ Vân Sơn sao? Đại tỷ tới Độ Vân Sơn làm gì, sơn chủ độ vân sơn vân cơ là tỉ muội nhiều năm của ta ta muốn gặp sau này ngươi có qua đó có việc gì cứ báo danh ta mà tìm bà ta có thể bà ta sẽ giúp ngươi cớ gì nhìn ta như vậy quỷ mẫu phát hiện nghiêu hữu đạo nhìn mình một cách cổ quái quỷ mẫu này lại là tỉ muội với vân cơ khóe miệng nghiêu hữu đạo giật giật mập mờ cười khan không có gì thật trùng hợp ta có quen với nhi tử của vân cơ là vân hoan a à, vậy xem như ta vẽ vời thêm chuyện rồi không có không có, thâm ý của đại tỷ ta đã nhớ kỹ. Người nên đi thì không thể giữ lại được, quỷ mẫu không muốn ở lâu, nói đi là đi. Nghiêu Hữu đạo tự mình đưa tiến, bọn họ không muốn đi đường sơn cốc mà trốn vào phía sau rừng núi mênh mông, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như rất không muốn quỷ mẫu rời đi. Quản Phương nghi thấy thần sắc nghiêu Hữu đạo có vẻ bất thường, liền lên tiếng hỏi. Hai, nghiêu Hữu đạo than thở, không phải hắn không muốn để cho quỷ mẫu rời đi, mà là không muốn quỷ mẫu đến Vân Sơn, quỷ mẫu và Vân Cơ là tỉ muội hắn và con trai Vân Cơ lại là anh em kết nghĩa, sau đó hắn và quỷ mẫu lại kết bái tỉ đệ. Chào ôi, quan hệ này, mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy xấu hổ, nếu để cho quỷ mẫu biết được, hẳn là cũng rất lúng túng. Hoàng cung tề kinh, hạo vân đồ đang phê duyệt tấu chương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc thả lệnh hồ thu sao. Bộ tầm đứng ở bên cạnh hơi hạ thấp người, đúng vậy, ngạn hiếu đạo gửi thư nhờ thần van xin ngài, nói lệnh hồ thu dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hắn không muốn nhìn thấy huynh đệ chịu khổ, khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh thả lệnh hồ thu. Không muốn thấy huynh đệ chịu khổ, hạo vân đồ ha ha cười nhạt hai tiếng, người đẩy huynh đệ của mình vào đại lao chịu khổ chẳng phải là hắn sao. Người này hư tình giả ý, cướp chiến mã Bắc Châu, sao lại ra vẻ như lúc này, thật lắm thủ đoạn, rốt cuộc hắn đang dở trò quỷ gì. Bộ tâm nói, lão nô cũng hiểu được việc này kỳ quặc, bệ hạ vẫn không thả lệnh hồ thu chứ ạ à. hạo vân đồ để bút xuống bên cạnh dựa vào lưng ghế suy nghĩ một hồi từ từ nói hắn rơi vào tay chúng ta hiểu nguyệt các nên chặt đứt cũng đã chặt đứt những gì nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị giữ lại trong tay chúng ta cũng chẳng có ích lợi gì thương chiêu tông bên kia đến lúc đó còn dùng được còn lệnh hồ thu này đã không còn bao nhiêu giá trị nhiều lắm dụ được hai con mồi quay lại đánh thật là vô vị thả đi nhưng mà tốt nhất vẫn cứ phải nhìn xem rốt cuộc tên kia đang dở trò quỷ gì số chiến mã bắc châu lớn như vậy mà hắn cũng có thể cướp đi làm việc rất tốt phải nhìn xem một chút rõ bộ tầm đáp lời ban đêm phù phương viên độc cô tĩnh bước nhanh tiến vào một tiểu viện yên tĩnh bên trong tiểu viện ngọc thương đang tâm thần không yên đi qua đi lại nhìn thấy độc cô tĩnh đi tới thì lập tức trở nên mừng rỡ ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong độc cô tính khe gật đầu ngọc thương lập tức vẫy tay ý bảo vào trong phòng nói chuyện thầy cho hai người nhanh chóng đi vào trong phòng cũng nhanh chóng đóng cửa một cái ngọc thương xoay người vội vã hỏi đồ đâu độc cô tĩnh thò tay vào trong lòng lấy ra một túi vải trắng túi vải mở ra lộ ra gương đồng bên trong sau đó nâng hai tay dâng lên ngọc thương đem đồ vật vào trong lòng bàn tay lại qua lật lại xem xét nhanh chóng đi tới trước bàn mở ra quyển sách cổ xưa kia lật tới một tờ có hình vẽ gương đồng tỉ mỉ so sánh với hoa văn trên gương đồng độc cô tĩnh đứng một bên ngưng thần tĩnh khí nhìn sau một lúc lâu, bốp một tiếng, Ngọc Thương khép quyển sách lại, ấn gương đồng lên ngực, vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn giống như được uống rượu ngon. Độc cô tính có thể nhìn thấy kết quả qua vẻ mặt thất thố của sư phụ, nhưng vẫn không nhịn được xác nhận sư phụ, thế nào. Ngọc Thương Mỹ mãn mỉm cười nói, đúng rồi, đúng rồi. Vậy là tốt rồi, độc cô tính liên tục gật đầu, cẩn thận một chút nói, sư phụ, có thể là giả hay không. Ngọc Thương, vẫn còn một điều cuối cùng cần xác nhận. Độc cô tính, cần những gì? đệ tử sẽ đi chuẩn bị ngay. Ngọc Thương liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, có vài thứ ngươi có thể chuẩn bị, mà cũng có vài thứ ngươi chuẩn bị không được. Độc cô tính chắp tay nói, sư phụ nhu muốn cái gì xin cứ việc phân phó, đệ tử không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được. Ha ha, Ngọc Thương thoải mái cười to, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ ra ngoài cửa sổ, không đủ thời gian, ngươi muốn chuẩn bị cũng không chuẩn bị được, buổi tối trăng sáng nhô lên cao là lúc vật đổi sao rời, há ngươi có thể chuẩn bị. Buổi tối, Độc Cô Tĩnh hồ nghi, Ngọc Thương lần nữa lật xem gương đồng trong tay, nhiều lần đưa tay lục lọi một trận, cuối cùng giấu vào trong ngực của mình, sau khi cất giữ cẩn thận, Phương Tiếu hỏi, giao dịch thì đàm phán như thế nào? Độc Cô Tĩnh phục hồi tinh thần lại, trả lời, tiết kiệm 500 vạn kim tệ. Ngọc Thương than thở, tên kia tốt nhất đừng có động tay động chân gì cả, chỉ cần là thực sự, cho hắn 10 triệu thì như thế nào? Độc Cô Tĩnh nói, sư phụ, nhiều Hữu đạo muốn nói cho ngài mấy câu ngọc thương a à một tiếng nói nghe một chút hắn nói những chuyện không hòa thuận đều đã trôi qua không nhất định phải làm kẻ thù của nhau ít nhất cũng từ bỏ làm địch nhân kỳ thực kết bằng hữu cũng là một lựa chọn độc cô tĩnh đem nguyên bản lời nói dâng lên sau khi ngọc thương nghe xong như có điều suy nghĩ một mình lẩm bẩm một mình người trong thiên hạ chuyện thiên hạ người người đáng sợ người người đáng kính chợt mỉm cười lắc đầu người này có chút thú vị đích thực là một người thông minh người thấy ý kiến của hắn như thế nào Độc cô tĩnh trầm ngâm nói, để tử thấy tựa hồ có chút đạo lý. Ngọc Thương đi đi lại lại trong phòng, từ từ nói, người trẻ tuổi suy nghĩ linh hoạt, chúng ta cũng có vẻ hơi bảo thủ. Đúng vậy, quan hệ hai bên đã đi tới nước này, thay vì phải đấu một trận người chết ta sống, sao không thể chọn cơ hội thích hợp mà hợp tác một phen. Chuyện này đối với tất cả mọi người đều có lợi. Độc cô tĩnh thử hỏi, sư phụ, ý của người là, đồng ý thiết lập liên lạc trực tiếp với hắn ta. Ngọc Thương dừng bước, ngẩng đầu nhìn trần nhà, than thở nói, nói cho cùng, hắn vẫn muốn ổn định chúng ta. Bất quá từ một góc độ khác mà nói, đích thật là một thanh niên có bản lĩnh, những kẻ ngu xuẩn không có tư cách hợp tác với chúng ta. Song Phương thành lập liên hệ trực tiếp, đối với chúng ta tựa hồ cũng không có chỗ nào không tốt, người nói xem. Quay đầu nhìn về phía độc cô tính, độc cô tính gật đầu, vâng, đệ tử sẽ an bài chuyện này. Ngọc Thương, tiểu tử này là một người thông minh, giao tiếp với người như thế mới có lợi, có giá trị lợi dụng, nhưng đồng thời cũng mang đến nguy hiểm to lớn. An bài phải thận trọng một điểm, tiểu tử này rất xảo trá, chứa để bị hắn chạm vào. Đã hiểu, độc cô tính đáp lời đệ tử nhất định an bài cẩn thận. Dứt lời, nội tâm hắn cũng có chút cảm khái, vốn dĩ là một tên nhìn không thuận mắt, hôm nay ngược lại muốn cho bên này cẩn thận coi trọng cao độ đối với hắn. Làm cho người ta chịu thua thiệt, còn có thể cùng người ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Mặt trời lúc xế chiều phủ lên tề kinh trong một lớp ánh sáng vàng minh mông vô tận. Sâu thẳm trong địa lao, một thái giám khôi ngô xuất hiện ở cửa một gian nhà giam, chính là người đã bắt lệnh Hồ Thu tới. Mà nằm trong đám cỏ tranh trong nhà tù chính là lệnh Hồ Thu đang bị xiềng tay xiềng chân, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, trên người có không ít vết thương. Chương 566, Thanh Sơn quận Diêu Trúc. Thái giám khôi ngô nghiêng đầu thông báo vài câu, hai bên lập tức có người tiến lên mở cửa tù ra, cởi xiềng xích trên tay chân của lệnh Hồ Thu ra, xích sắt lớn bị ném sang một bên, kêu ầm ầm lệnh hồ thu được đưa ra ngoài thái giám khôi ngô xoay người đi lệnh hồ thu bị kéo lại phía sau vừa ra khỏi địa lao lệnh hồ thu lập tức nhắm mắt lại lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời lúc này cảm thấy hết sức trói mắt đợi đến khi hơi có chút thích ứng bên tai lại truyền đến giọng nói quen thuộc tiên sinh hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn lại thì ra là hai nữ nhân bẩn thỉu dối bù có thể nhận ra chính là hồng tụ và hồng phất hai cô gái đã khó nhịn nước mắt thái giám khôi ngô phất tay ra hiệu lập tức có người tiến lên, động vào ba người mấy cái, trong nháy mắt cấm chế trên người bọn họ được giải trừ. Pháp lực trong cơ thể đột nhiên khôi phục vận chuyển, làm cho chủ tớ ba người thân thể hư nhược nhất thời khôi phục tinh thần, cảm giác đã lâu không có làm cho ba người nhịn không được thở nhẹ ra một hơi, thật thoải mái. Hai tay lệnh hồ thu nắm lại thành quyền rồi lại buông ra một chút, nhìn tên thái giám khôi ngô, có chút mờ mịt khó hiểu. Thái giám khôi ngô trầm giọng nói, các người có thể đi. Lệnh hồ thu, cấp trên bảo ta thông báo cho ngươi một tiếng là người huynh đệ kết bái nghiêu hữu đạo của ngươi bảo lãnh ngươi lệnh hồ thu có chút khó mà tin nổi hắn bảo lãnh ta thái giám khôi ngô nói nơi đây không lưu khách lại nếu không đi ngay thì cũng khỏi cần đi luôn nhặt xiêm y lên lập tức cút tu sĩ hai bên dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ khóe miệng lệnh hồ thu hạ xuống không dám nói nhảm nữa xoay người túm lấy hồng tụ hồng phất cùng nhau rời đi nơi đây rõ ràng là bên trong một trại lính có nhiều quân sĩ mặc áo giáp đi qua đi lại tuần tra. Ba người ra khỏi đại môn quân doanh, phát hiện những người bên ngoài nhìn bọn họ giống như nhìn quái vật. Ba người tự nhìn lại chính mình cũng có thể hiểu được, bẩn thỉu quần áo tà tơi, vừa nhìn là biết ngay tội nhân vừa chịu phạt, hơn nữa hai chân còn đeo xích. May là nơi đây tương đối hẻo lánh, người lui tới không nhiều lắm. Hắn không phải bảo vệ chúng ta, rõ ràng là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Lệnh hồ thu ngửa mặt lên trời cười một cách sầu thảm. Y quá rõ hiểu Nguyệt Các là loại tổ chức nào, rơi vào tay của Triều đình Tề quốc, Triều đình lại vô duyên vô cớ thả bọn họ, bọn họ nói mình không bán đứng tổ chức, tổ chức sẽ tin sao? Chỉ dựa vào việc bọn họ đã bại lộ thân phận, lại biết được một ít bí mật của tổ chức, hiểu Nguyệt Các sẽ không bỏ qua bọn họ. Không tụ, Hồng phất theo bản năng nhìn bốn phía, thấp thỏm lo âu. Hai người hiểu rõ Y tứ trong lời nói của Y. Đúng lúc này, một tên tiểu đồng chạy tới, đứng trước mặt Y, ánh mắt trong suốt như vụt sáng lên cất giọng nói non nớt lên hỏi thăm, ngươi là lệnh hồ thu sao? Lệnh hồ thu nhìn nó, do dự một hồi, đáp, là ta. Tiểu đồng hai tay đem một phong thơ đưa lên, như hữu đạo sai ta đem thư giao cho ngươi. Lệnh hồ thu nhận thư, tiểu đồng lập tức xoay người chạy. Lệnh hồ thu nhìn chung quanh, không người nào khả nghi, cẩn thận mở phong thư, thần sắc rõ ràng có đề phòng, sau khi xác nhận không có dị thường mới đem thư ra xem. Chỉ thấy trên đó viết, khi huynh đọc thư này, đệ đã thoát khỏi nguy hiểm, không cần nhọc lòng đưa tiến. Huynh gặp lao ngục tai ương, đệ cũng đã từng. Huynh có từng nghĩ hay không, nếu đệ thật sự muốn hại Huynh, Huynh làm sao thoát khỏi. Vốn dĩ mỗi người có một cách sống riêng, sớm chiều ở chung, không khỏi tâm hồn nghĩa tình bạc bẽo. Cùng hiểu nguyện các một phen chiến đấu, Huynh may mắn có thể thoát khỏi, hiểu nguyệt các và Huynh từ nay cắt đứt quan hệ trên giang hồ, không phiền lẫn nhau. Đệ sức hèn lực mỏng, không cầu cảm ơn chỉ xin chớ hận. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, từ nay về sau, núi cao sông dài, mong huynh trân trọng, chớ quên tình kết bái. Đệ, Nghiêu Hữu Đạo, Thanh Sơn quận Diêu Trúc, đọc thư xong, lệnh hồ thu kinh ngạc, thực sự là thư của Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo thực sự khiến cho Hiểu Nguyệt Các lập ra lời hứa hẹn không tìm y gây phiền phức. Tiên sinh, thực sự là thư của Nghiêu Hữu Đạo sao? Không tụ người ngậm bẩn thiểu hỏi, tự các ngươi xem đi, lệnh hồ thu suy nghĩ đến ethics sát thần, tiện tay đưa thư cho các nàng. Hai nàng nhận thư, lập tức trụm đầu vào cùng nhau kiểm tra, sau khi xem xong thì hai mặt nhìn nhau. Hồng tụ cũng có hoài nghi tương tự, cấp trên có thể buông tha cho chúng ta. Không biết, ta chết cũng muốn giữ thể diện, phải tìm một chỗ tắm trước đã. Lệnh hồ thu buông tiếng thở dài, đổ ra tấm ngân phiếu trong phong thư, giá trị 100. Người viết thư hiển nhiên đã dự liệu được việc đồ bọn họ bị cướp đoạt không thể đòi về, chừng này tuy rằng không nhiều lắm nhưng thật sự có lòng. Một nam hai nữ, quần áo tả tơi, đi chân trần, sau khi đêm đến, cả ba đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và ngồi dùng cơm trong một quán rượu bình dân. Mặc kệ Nghiêu Hữu đạo nói thật hay giả, nếu hiểu nguyệt các quả thật tìm bọn họ gây phiền toái, với tình trạng tư cố vô thân của ba người hiện tại cũng chạy không thoát. Mấy tháng rồi mới được ăn uống thật ngon, sau khi no nê, ba người về đến phòng. Mở cửa ra, vẻ mặt sợ hãi cả kinh, chỉ thấy một người mặc áo tràng đen đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ. Ba người trong nháy mắt cảnh giác cao độ cảnh giác bên trong lẫn bên ngoài gian phòng. Vào đi, người mặc hắc bào phát ra tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Thanh âm này, ba người đều từng nghe qua, ý thức được là ai tới, trong lòng buộc chặt, khẩn trương. Ba người muốn chạy trốn, thế nhưng dưới chân nặng chiếu, cuối cùng đành chậm rãi đi vào bên trong gian phòng. Vừa đóng cửa, ngựa oi mặc hắc bào từ từ nói, từ nay về sau, ba người các ngươi không liên quan tới chúng ta, không muốn tìm cái chết thì hãy quên những việc không nên nhớ đi, lúc này coi như các ngươi mạng lớn, tự giải quyết cho tốt đi một câu nói như vậy dứt lời người cũng từ trước cửa sổ đi ra ngoài một cách nhanh chóng biến mất hết sức quỷ mị ba người thật lâu không nhúc nhích sau một hồi mới dần dần dường như giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng không tụ đốt sáng gọn đèn bọn họ đã không còn nguyệt điệp sau khi ra khỏi nhà lao chỉ còn lại một thân xiêm y rách nát không phất vội đóng cửa sổ đèn chiếu sáng vào trên mặt ba người vẫn là dáng vẻ sợ hãi trong lòng không phất phá vỡ sự trầm lặng tiên sinh xem ra lời như hữu đạo nói là thật. Bọn họ biết rất rõ người có thể sống sót sau khi rời khỏi tổ chức đã ít lại càng ít. Nếu không có lý do đặc biệt thì không thể nào. Lệnh hồ thu chậm rãi đi tới trước ngọn đèn, ngồi xuống, sau đó móc ra lá thư của Ngưu hữu đạo, kiểm tra lại lần nữa. Xem một lần nữa, sau khi chắc chắn nội dung trong thư là thật, trong lòng thực sự dâng lên trăm loại tư vị. Ở trong tù, bất luận sống chết cũng không chịu buông tha, biết mình không còn đường sống, chết cũng phải lôi Ngưu hữu đạo chết cùng y càng hận hơn chính là tên xúc sinh nghiêu hữu đạo kia thậm chí ngay cả nữ nhân của y cũng dám động vào cơn tức này y thực sự nuốt không trôi cũng là nguyên nhân y sống chết không chịu nhận tội vậy mà lúc này lúc này thấy phong thư này mới biết tình chân ý thiết mới biết nghiêu hữu đạo thật tình muốn bảo vệ tính mạng y bằng không y đã không còn bất kỳ giá trị gì nghiêu hữu đạo bất luận như thế nào cũng không cần tự tìm phiền toái hôm nay không chỉ đưa y ra khỏi lao ngục còn giúp y giải quyết chuyện hiểu nguyệt các có thể thấy được dụng tâm lúc này mới nghiêm túc bình tĩnh nhớ lại một câu trong thư, nếu đệ thực sự muốn hại huynh, huynh làm sao thoát khỏi. Bình tĩnh hồi tưởng lại, đúng là bên này muốn dùng thủ đoạn sắc dụ hãm hại nghiêu hữu đạo mới để cho hồng tụ và hồng phất chịu nhục, người ta cũng là vì bảo vệ tính mạng mới gặp dịp thì chơi. chương 567, giết chết kẻ nào dám vọng động. Một bức thư này hiệu quả phi phàm, thực sự khiến oán khí trong lòng y tan thành mây khói, trong đầu cũng không còn dâng lên ý niệm trả thù. Đưa tay lên đèn đốt cháy lá thư này, Nhìn mảnh giấy hóa thành cho tàn, cười khổ nói, hết thảy đều là quá khứ. Hắn thực sự buông xuống, nhưng sự việc hai nàng ngày ấy chịu nhục, quả thực nghĩ lại mà kinh, xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Không phất cắn môi hỏi, tiên sinh, cứ như vậy mà buông tha cho nghiêu hữu đạo sao. Lệnh hồ thu hỏi lại, người còn muốn thế nào nữa? Ngay cả cấp trên cũng không thể bắt hắn ở lại Tây Quốc, ngay cả cấp trên cũng không làm gì được hắn, bên cạnh hắn rất nhiều hộ vệ, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì có thể làm gì chỉ sợ muốn đến gần hắn cũng không được lại nói ngay cả yến cũng dám giết còn nhớ côn lâm không một khi ép hắn hắn không phải là loại người tốt bụng nương tay đâu hai nàng buồn bã ngẫm lại đích thực là như vậy muốn trả thù nghiêu hữu đạo đâu có dễ dàng như vậy đến hiểu nguyệt các cũng không thể làm gì người ta không muốn thừa nhận nhưng quả thực muốn động đến nghiêu hữu đạo thực là hão huyền không tụ tiên sinh bây giờ chúng ta làm thế nào lệnh hồ thu yên lặng đã lâu lúc này mới chậm rãi đứng lên nhìn chăm chăm ngọn đèn dầu từ từ nói coi như là giải thoát rồi tự do rồi chúng ta ở ngân hàng tư nhân còn có chút tiền để dành không làm tán tu chúng ta đi con đường của mình khai sơn lập phái như hữu đạo có thể làm được ta không tin chúng ta không làm được Phù phương viên độc cô tĩnh đang yên lặng đứng dưới mái hiên cửa mở sau khi tắm xong ngọc thương đi ra đứng trên bậc thang nhìn ra xa ngắm nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm độc cô tĩnh nói sư phụ Lệnh hồ thu đã được thả ra rồi. Ngọc Thương bây giờ không có hứng thú đối với lệnh hồ thu. Hỏi, xung quanh không có ai chứ? Độc Cô Tĩnh nói, bốn phía không người, xung quanh đều có người gác, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Ngọc Thương lúc này mới đi xuống bậc thang, đi tới trước một hồ nước trong vắt, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn trăng, chậm rãi đi vòng quanh hồ nước, tựa hồ như đang tìm kiếm góc độ. Sau khi đứng vững, ngắm nhìn bốn phía một lần, xác nhận không có người, mới móc ra một tấm gương đồng từ trong tay áo mặt kính tìm đúng ánh sáng trong không trung, mặt trái hướng về phía hồ nước. Độc cô tính có chút ngờ vực, hai mắt trợn to thêm mấy phần, chỉ thấy trên mặt nước có chín đường sáng lấp lánh, không khỏi ngưng mắt nhìn kỹ. Tuy nhiên, Ngọc Thương vừa quay ngược chiếc gương, lập tức thu hồi lại, hai tay cầm lấy gương đồng xoa xoa, tâm tình kích động thấp giọng nói, là thật, quả nhiên là thật, tìm được rồi, thực sự tìm được rồi, thất lạc hơn 200 năm, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Trong đôi mắt thấp thoáng như có nước mắt ẩn hiện đợi hắn hơi chút bình phục tâm tình độc cô tĩnh mới hỏi sư phụ như vừa nãy là ngọc thương thu gương đồng vào trong ngực thấp giọng lắc đầu nói tình huống cụ thể ta cũng không biết chỉ biết chỉ cần tìm được nơi mà năm đó thương tụng phá trời vật này chính là chìa khóa mở ra thiên môn bởi vậy mới được liệt vào đứng đầu bát bảo cụ thể vật này làm thế nào mở ra thiên môn ngay cả cửu đại trí tôn nghiên cứu qua cũng không biết sợ là chỉ có tìm được nơi thương tụng xé trời đối chiếu tình hình hiện trường mới có thể tìm được đáp án chín đường sáng này chắc là then chốt đáng tiếc nơi thương tụng phá trời ở nơi nào vẫn tìm không được hoàng cung nguy nga dưới màn đêm lại có vẻ thâm trầm dị thường một trận tiếng bước chân mất trật tự đáng vỡ sự yên lặng bộ tầm đi thẳng đến tầm cung những người sau lưng dừng bước ngoài tầm cung chỉ có bộ tầm bước lên bậc thềm gõ lên cánh cửa đóng chặt chuyện gì hạo vân đồ đang chìm đắm trong ôn nhu hương bỗng nhiên ngồi dậy lên tiếng tựa hồ trong nháy mắt tựu thanh tỉnh lại phi tử bên cạnh có chút mơ hồ hạo vân đồ biết vào lúc này, nếu không có chuyện khẩn cấp chắc chắn sẽ không quấy rầy mình. Bên ngoài truyền đến giọng nói của bộ tầm, bệ hạ, anh vương phủ đã xảy ra chuyện. Rất nhanh, Hạo Vân đồ tóc tai bù xù mở rộng cửa ra, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo choàng, ánh mắt nghiêm nghị nói, đã xảy ra chuyện gì? Bộ tầm hạ thấp người nói, anh vương phi bị đâm. Bỏ mình, vài từ cuối cùng rất nặng nề. Hạo Vân đồ thần sắc lộ vẻ xúc động, trong nháy mắt tức giận nói, đến con dâu quả nhân cũng không bảo vệ được, hộ vệ làm ăn kiểu gì không biết. Hung thủ là người phương nào, đã bắt được chưa? Bộ tâm nói, không thấy thích khách, không thấy hung thủ, chỉ có hung khí. Có người tặng một chiếc cháp cho vương phủ, cháp mở, bên trong có những con rối tự động xoay tròn. Vật kỳ lạ như vậy, anh vương không ở đó, tự nhiên là đến trước mặt vương phi, ai ngờ cháp vừa mở, rối chuyển động vài vòng, đột nhiên độc châm như mưa bắn ra bốn phía, trên kim này có kịch độc, đợi đến khi pháp sư cấp cứu thì đã không còn kịp rồi đồng thời còn có mấy hạ nhân gặp nạn, ở đây không một ai may mắn tránh khỏi. Hạo Vân Đồ tức giận nói, đồ được tặng vào, chẳng lẽ không biết kiểm tra sao? Bộ tầm trầm giọng nói, chắp được luyện chế cực kỳ tinh xảo, trước đó hạ nhân đã kiểm tra một vòng, sau lại kiểm tra một vòng nữa cũng không có chuyện gì, thẳng cho đến khi được dâng lên trước mặt Vương Phi mới phát tác, kẻ khác khó lòng phòng bị. May là hai vị vương tử ban ngày mệt mỏi đi ngủ sớm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe nói cháu mình thiếu chút nữa cũng bị mưu hại, Hạo Vân Đồ cũng sợ không thôi, nổi giận như sấm, quả nhân hỏi ngươi, đã bắt được hung thủ chưa, ai làm? Bộ tâm, người tặng đồ cũng không có chạy, đã bắt được, có điều xem chừng người tặng đồ tựa hồ cũng là bị lợi dụng. Cha, bắt hung thủ bằng được, Hạo Vân Đồ giống giận rít gào, quân vương giận dữ, toàn bộ tề kinh nhất thời gà chó không yên, trong thành đại quân suốt động tìm tòi, khắp nơi đều là đèn đuốc, khắp nơi đều gõ cửa mở rộng cửa lục soát gây ra động tính bốn phía trên núi bay tới lượng lớn nguyệt điệp, tam đại phái xuất động lượng lớn tu sĩ. Thủ hộ Pháp Sư phân tán trong thành, đứng ở trên mái hiên thật cao, ánh mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía. Trong thành thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, một ít người chẳng biết vì sao trột dạ chạy trốn, thoáng chốc bị một trận mưa tên bắn lật mình. Một ít tu sĩ tính tình không tốt lắm, bị chém giết tại chỗ. Bất luận người nào chống cự lục soát đều bị bắt lại, không bắt được thì giết chết không tha, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người vô tội chết oan, gió tanh mưa máu tràn ngập tề kinh. Tô Chiếu đứng trên lầu các ngửa mặt ngắm trăng sáng, nghe tiếng động rối loạn ở bên ngoài. Tần Nguyên bước nhanh lên lầu, ghé bên tai thấp giọng nói, ông chủ, đã đắc thủ. Tô Chiếu khẽ vuốt cằm, nghe động tính bên ngoài là có thể đoán ra 89 phần 10, hỏi chúng ta bên này triệt để rút lui chưa? Đều sớm an trí xong, chúng ta bên này cha không ra đầu mối gì. Tần Nguyên báo cáo một tiếng, lại nhắc nhở ta nhận được tin tức từ cấp trên, cấp trên nghiêm lệnh, về sau không được cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được vọng động như hữu đạo. Tô Chiếu kinh ngạc quay đầu lại, có ý gì? Tần Nguyên chưa nói, chỉ nói giết chết kẻ nào dám vọng động. Tô Chiếu không nói gì, đơn giản là khó có thể tin, chịu mất mát trên tay nhiều hữu đạo lớn như vậy, còn bị giết mấy trăm người, ấy vậy mà cấp trên lại tính như thế, lại còn không cho người ta động vào nhiều hữu đạo, đây là đạo lý gì? Đúng lúc này, một đội nhân mã dơ cây đuốc từ phía trước sông vào, chính là nhân mã triều đình đến lục soát. Sáng sớm, ven hồ, trên lá cây còn đọng vài gọt xương. Chướng màn vừa mở, hạo chân đi ra tắm mình trong nắng sớm, hít một hơi thật sâu hương thơm cỏ xanh. Thái giám một cửu chờ ở ngoài chướng hơi không người, vương ra nén bi thương. Xa bất chỉ của đại khâu môn, tạ phi long của huyền binh tông, cao tiệm hậu của thiên hỏa giáo, tất cả đều chắp tay yên lặng. Trường 568, Mây Khói Tể Kinh nén bi thương người đang rang rộng hai cánh tay ưỡn ngực đột nhiên ngẩn ra chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía hắn chờ đợi vương gia nhận được thư nhà báo tin vương phi bị đâm ở vương phủ một cửu vẻ mặt trầm trọng đem tin tức bất hạnh nói ra nghe xong vân hảo vốn dĩ nhu thuận dễ gần đột nhiên như thay đổi thành một người khác mí mắt mở to ánh mắt lộ ra hàn khí giấy đặc có thể cảm giác được một luồng sát khí đến từ khắp nơi trên cơ thể khí thế bức người anh Vương lúc này và anh Vương ngày thường mọi người nhìn thấy, tưởng như hai người khác biệt. Hạo chân hai má trắng bệch, mái mới nói ra một câu, ai làm? Một cửu hiện tại còn không rõ ràng lắm, bệ hạ tức giận, ở kinh thành giấy lên một trận gió tanh mưa máu cha rõ. Hạo chân nói cười nhạt, quát một tiếng chói tai, chuẩn bị ngựa, hồi kinh. Chậm đã, xa bất chỉ đột nhiên giơ tay lên ngăn cản, vương ra, ngài là phụng ý chỉ bệ hạ ra ngoài ban sai, mạo muội hồi kinh không thích hợp, Vương phi gặp nạn đương nhiên khiến ngài đau thương, nhưng vương gia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hôm nay đem đổ sông đổ biển? Đây cũng không phải điều mà vương phi muốn thấy, xin vương gia suy nghĩ vì đại cục. Một cửu khoát tay áo, Sa Tiên sinh, cái gì gọi là ẩn nhẫn? Ẩn nhẫn cũng phân ra lớn nhỏ, nhỏ thì người người có thể nhìn ra, ẩn nhẫn chân chính là làm cho mọi người không hề biết mình đang ẩn nhẫn. Nếu gặp phải chuyện như vậy, vương gia không hề xung động một hồi, từ bệ hạ cho tới quần thần sợ là đều có thể nhìn ra vương gia là một người giỏi ẩn nhẫn. Vương gia quyết định không sai, nên trở về, phạm chút lỗi cũng không sao, tuy rằng dễ bị người công kích, nhưng lúc này, bệ hạ sẽ khoan dung. Một vương gia dễ phạm sai lầm mới là một vương gia làm cho người ta yên tâm. Nghe được lời ấy, xa bất chỉ hơi trầm ngâm, tạ phi long vốt cằm nói, tổng quản nói có lý, ta cũng tán thành trở lại. Cao tiệm hậu cũng gật đầu, việc nghiêu hiểu đạo nhờ cậy vương gia đã xong xuôi, tây quốc địa vực rộng, việc thanh tra không mất một năm rưỡi thì hẳn không xong, rời kinh thành một thời gian dài chưa chắc là chuyện tốt. Đây chính là chính cơ hội trở lại, một cửu chắp tay trước mặt hạo chân, lập tức xoay người đi, phân phó người đi chuẩn bị ngựa. Không bao lâu, doanh trướng đóng quân xuất phát, hạo cân dẫn đầu một đội nhân mã ẩm ẩm vội vàng rời đi. Thanh Sơn Quật, Mao Lư, cho tới nay Sơn Trang của Nghiêu Hữu Đạo vẫn chưa có tên, Mao Lư là cái tên do Quản Phương Nghi đặt, có ý khinh miệt nơi nghèo khó này. Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng mà vẫn phải thực đàng hoàng ở lại chỗ này, kỳ thực ở đây phần lớn thời gian đều tự do an nhàn, cũng không cần gặp dịp thì chơi, tiêu diêu tự tại. Sau khi nhưu hữu đạo nghĩ cái tên Mao Lư này không tệ, có thể dùng, thế là treo biển, hắn tự tay viết lên đó hai chữ Mao Lư. Giữa các đình đài lầu các, có một con kim xí sí từ bên ngoài bay trở về, bay lượn quanh người nghiêu hữu đạo và quản phương NGS. Con kim xí sí này là do hiểu nguyệt các phái người đưa tới, đối phương đã tiếp nhận kiến nghị của nghiêu hữu đạo, đồng ý thiết lập đường dây liên lạc với ngư hữu đạo khi có chuyện quan trọng có thể dùng con kim xí này để liên hệ đương nhiên bên này cũng tặng cho đối phương một lễ vật tương tự con này không cần đưa tới ngũ lương sơn để ở đây nuôi đi ngư hữu đạo đoạn tuyệt kiến nghị mà đoạn hổ đưa ra nói đến ngũ lương sơn công tôn bố đã tới rồi còn mang theo tin tức anh vương phi bị đâm chuyện này đã giấy lên một trận phong ba ở tề kinh anh vương phi bị đâm ngư hữu đạo nói thầm có chút nghi hoặc anh Vương Hạo Trân không ở kinh thành, vụ ám sát này rõ ràng là nhầm vào Vương Phi. Giết Vương Phi có ích lợi gì? Là ai muốn giết anh Vương Phi? Vấn đề này quanh quẩn một hồi trong đầu Ngưu Hữu Đạo. Vũ lịch năm thứ 25, Tề quốc anh Vương Phi bị giết chết tại phủ, Tề Hoàng Hảo Vân đổ nổi cơn thịnh nộ, huyết tẩy Tề Kinh, các quan viên vô tội, thương nhân, dân thường, còn có đông đảo tu sĩ đều bị liên lụy. Hàng trăm gia đình bị tịch thu tài sản, hàng nghìn người bị giết hại, hơn vạn người bị phạt xung quân nơi biên ải. Có một số việc tuy rằng chưa tra rõ chân tướng nhưng ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Hiểu Nguyệt Các cũng tổn thất trầm trọng, Tề Hoàng xuất thủ khí thế như sấm chớp, không kịp trở tay. Quân lệnh vừa được ban ra, tất cả các môn phải tu hành lớn nhỏ trong lãnh thổ nước Tề đều phải phối hợp, dẫn đến không ít cứ điểm của Hiểu Nguyệt Các bị nhổ bỏ, không ít căn cứ cấp thấp gặp phải huyết tẩy. Chỉ sợ lúc này không ít người trong Hiểu Nguyệt Các đang nằm dưới sự giám thị của triều đình. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Quá đáng sợ mà. Hiểu Nguyệt Các cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy, tuy rằng bị đả kích trầm trọng, tuy rằng tai họa ngầm bạo lộ cũng không phải là chuyện tốt, nhưng cũng không để lại hậu hoạn. Một trận phong ba dần dần yên tĩnh cũng là chuyện mấy tháng sau. Cửa hông hoàng cung, một chiếc xe ngựa đi ra, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng ho khan. Xe ngựa chạy trong kinh thành, rẽ năm rẽ bảy, đi vào một tòa viện. Một người mặc áo choàng đen bước xuống xe, cởi chiếc mũ ra, chính là Thiệu Bình Ba. Thiệu Tam tỉnh đi lên, ninh tiếp cùng đi về nội viện. Sau khi vào phòng cởi áo choàng ra, Thiệu Tam Tỉnh mới hỏi, Đại Công Tử, có gặp Tề Hoàng không? Thiệu Bình ba gật đầu, đã xong việc, mọi việc đều không có vấn đề gì, người lập tức an bài người mua lương thực đi. Thật tốt quá, Thiệu Tam Tỉnh hưng phấn không thôi, đối vị Đại Công Tử này có thể nói là tâm phục khẩu phục, lần trước ở Triệu Kinh đã làm xong việc của Triệu Hoàng Hải vô cực, lần này lại giải quyết chuyện của Hạo Vân Đồ. Ba vạn con chiến mã hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc đến Bắc Châu, tiết kiệm chi phí vận chuyển, chỉ cần ở Tề Quốc mua lương thực cho chiến mã thì không tốn bao nhiêu tiền. Hắn chắp tay kính bái nói, tài năng của đại công tử, lão nô tâm phục khẩu phục. Thiệu Bình Ba lại không cao hứng nổi, lạnh nhạt nói, quá khen, nói cho cùng, bọn họ có thể đáp ứng còn bởi vì nhìn chúng giá trị lợi dụng của Bắc Châu, không hy vọng Bắc Châu suy sụp nhanh như vậy, ta cũng chỉ thuận thế mà làm thôi, chưa nói tới bản lãnh gì, so với nhiều hữu đạo buôn bán không cần vốn thì còn kém xa. Nếu hắn biết Nghiêu Hiếu Đạo không chỉ buôn bán không cần vốn mà vẫn kiếm lời, nếu biết Nghiêu Hiếu Đạo còn nhận tiền làm việc cho thương chiêu tông, sợ là hắn sẽ thổ huyết mất. Thiệu Tam tỉnh vội nói, cũng không nên nói như vậy, nếu đổi thành người khác chắc chắn sẽ không làm được, chỉ ít cũng không thể thuận lợi như vậy, bằng không việc gì đại công tử phải không quản đường xa ngàn dặm tự mình đến đây. Khụ khụ, Thiệu Bình ba ho khan hai tiếng, khoát khoát tay áo, ý bảo không cần nói mấy lời nịnh nọt, có chuyện này ngươi cần chuẩn bị sớm, ta đã xin hạo vân đồ cầu hôn hạo vân đồ cũng đáp ứng rồi ách thiệu tam tỉnh sửng sốt vẻ mặt không hiểu cầu hôn cầu hôn ai thì ẹo bình ba đi đến trước một tấm địa đồ xem xét kỹ sau đó bình tĩnh nói anh vương hạo chân để tan thê tử nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi nhất định sẽ có lúc tái giá bởi vậy mới cầu hôn cho liễu nhi à thiệu tam tỉnh lúc này mới thực sự ý thức được mục đích vị này giết chết anh vương phi thì ra là chuẩn bị cho tiểu thư vậy vậy đại công tử Tiểu thư có đồng ý không? Thiệu Bình Ba, huynh trưởng như cha, hôn nhân đại sự của nữ nhi trong nhà tất nhiên do ta làm chủ." Thiệu Tam tỉnh vẻ mặt đau khổ nói, "Đại công tử, việc này sợ là không thích hợp, tiểu thư đối với Đàm Diệu Hiển vẫn nhớ mãi không quên, tính tình tiểu thư ngài là biết rồi đấy, nếu thật sự phải gả tới anh Vương phủ, chỉ sợ chuyện tốt cũng phải biến thành chuyện xấu." "Thiệu Bình Ba, tính tình Liễu nhi ta đương nhiên hiểu rõ hơn ngươi, nên làm như thế nào ta cũng biết rõ hơn ngươi, ngươi yên tâm." ta tự có biện pháp làm cho nó vui vẻ gả đi, cũng anh vương phu sướng phụ tùy, ở chung hòa thuận. chương 569, Hạo chân hẳn nên cảm tạ ta một. Thiệu tam tỉnh do dự nói, dù sao cũng là nữ nhi xuất giá, việc này có cần thương lượng một chút với lão gia hay không? Thiệu bình ba chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, thương lượng. Toàn bộ thiệu gia chết hết ông ấy mới hài lòng phải không? Việc này ta đã nhận được sự ủng hộ của Đại Thiện Sơn, ông ấy không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng mấy vạn con chiến mã cứ như vậy ngang nhiên chuyển đến bắc châu xem hàn quốc và yến quốc là người mù người điếc sao động tĩnh như vậy vừa ra yến hàn hai nước há có thể cho chúng ta cơ hội phát triển an toàn có thể hai nước không nhẫn nại được sớm phát động tiến công đối với bắc châu chúng ta nếu vào lúc này hảo vân đồ công bố tin tức đính hôn thì chẳng khác nào hai nước đánh vào mặt tề quốc có hảo vân đồ hỗ trợ hải vô cực mới có thể không buồn phiền mà tỏ thái độ ủng hộ bắc châu Người có biết đám hỏi lần này đối với Bắc Châu chúng ta quan trọng thế nào hay không? Thiệu Tam tỉnh buồn bã cúi đầu, đạo lý này hắn hiểu, nhưng nói như vậy, thật sự là có chút. Thiệu Bình Ba nhìn thấu tâm tư của hắn, ho khan hai tiếng, lại trầm chậm, chậm nói, Liễu Nhi là muội muội ruột của ta, ta chỉ có một muội muội mà thôi, trước lúc Lâm Trung mẫu thân đã phó thác muội muội lại cho ta, ta sẽ không hại nó, ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho nó. Được rồi, việc này ta sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng, ngươi không cần lo lắng, giúp ta thay đổi hình dạng, ta đi gặp chiếu tỷ. Rút lời đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, một hồi gió tanh mưa máu đi vào quá khứ, có Tây Viện Đại Vương hậu thuẫn, Bạch Vân Gian vẫn như trước, vô cùng náo nhiệt. Một chiếc xe ngựa dừng lại, mấy người chui ra, dẫn đầu là một thanh niên tóc nửa trắng đang dừng chân trước cửa Bạch Vân Gian ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rồi mới đi vào, chính là Thiệu Bình Ba, có điều, trên mặt y đeo mặt nạ. Tầm Nguyên đang đi lại trong tiền đường, thấy đám người Thiệu Bình Ba tiến đến, ánh mắt giật giật, lập tức tiến lên nhiệt tình chào mời, tự mình dẫn mấy người đi lên lầu. Mọi người đều được sắp xếp, Tần Nguyên dẫn Thiệu Bình ba vào một gian phòng, vội đóng cửa, sau đó đẩy ra một ngăn tủ, phía sau lộ ra một cánh cửa ngầm, đứng bên cạnh làm tư thế mời. Hai người đi vào lối đi ngầm, ngăn tủ kéo lại, che lấp cánh cửa ngầm. Lúc này Tô Chiếu cũng tâm hoảng ý loạn, Thiệu Bình ba tới tề kinh vậy mà nàng lại không hề hay biết. Đột nhiên nhận được tin tức Thiệu Bình Ba muốn đến Bạch Vân gian dọa nàng kinh sợ một hồi, trách không được nghe nói Thiệu Bình Ba đã lâu không lộ diện tại Bắc Châu, thì ra đã đến Tề Kinh. Nhưng điều thực sự khiến nàng hoảng hốt chính là Viên Cương, nghe nói có khách đến, Viên Cương nhất quyết không chịu rời đi. Nàng hết lời ngon ngọt, nhóng nhẽo lẫn cứng rắn đều không có tác dụng, Viên Cương không chịu đi, điều này nàng làm thế nào cho cho phải, trở mặt Viên Cương nàng cũng làm không được. Viên Cương ngồi im một bên uống trà, hắn ta đương nhiên sẽ không rời đi, làm tô chiếu thành như vậy, chẳng phải là muốn dò xét gì sao vừa vặn đụng phải, nhìn ra Tô Chiếu có chút kinh hoàng, hắn lập tức ý thư xê được người tới đây có thể không bình thường, bởi vậy mới không chịu đi. Hắn ta đưa ra một lý do khiến Tô Chiếu không còn lời nào để nói có phải là cuộc họp riêng với Tây Viện Đại Vương. Không đúng à, đúng hay không phải để ta xem một chút, ông chủ, thiệu công tử tới. Tần Nguyên dẫn thiệu bình ba vào cửa, mới vừa bẩm báo một tiếng, kết quả nhìn thấy viên cương vẫn còn ở đó lại càng hoảng hốt. Không khỏi nhìn về phía Tô Chiếu, không rõ vị này dở trò quỷ gì. Không rõ vị này sao vẫn còn không cho viên cương rời đi. Lại còn để cho viên cương an ổn ngồi đây uống trà. Đây là không sợ lớn chuyện hay là muốn khiêu khích thiệu bình ba. Điên rồi sao, viên cương tuy rằng chưa từng gặp thiệu bình ba, nhưng một tiếng thiệu công tử với hắn ta mà nói, đã đủ khiến cho hắn ta cảnh giác, tô chiếu và thiệu công tử quen biết. Rất dễ khiến cho người biết nội tình phải liên tưởng. Tần Nguyên đến gần tô chiếu, ánh mắt trách cứ lẫn thăm dò, Thiệu Bình Ba đi vào theo không phải người mù cũng nhìn thấy Viên Cương đang ngồi ngay ngắn dùng trà trong phòng, có chút ngạc nhiên quan sát nam tử mặt đỏ này, lại nhanh chóng quét mắt nhìn qua căn phòng. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này, căn cứ vào bầy biện trong phòng có thể đoán được đây chính là khuê phòng của Tô Chiếu. Nam nhân có thể xuất hiện trong khuê phòng của Tô Chiếu, hắn có chút kinh ngạc đối với thân phận của người này. Thiệu Bình Ba hơi gật đầu với Viên Cương, rồi mới nhìn qua Tô Chiếu, cười nói: Chiếu tỷ một tiếng chiếu tỷ này khiến cho viên cương chậm rãi đứng lên dường như xác nhận thân phận của đối phương trong lòng giật mình không nhẹ người nọ vậy mà tới đây người có thể làm cho đạo gia nói là nguy hiểm đủ để hắn ta đề cao cảnh giác hắn ta có thể nhìn ra đối phương đeo mặt nạ để che giấu dáng vẻ thật tô chiếu cười có chút xấu hổ nàng trước sau như một vẫn luôn gói thiệu bình ba là bình ba trước mặt viên cương mà gọi như vậy cũng không tốt sợ là sẽ bại lộ thân phận của thiệu bình ba viên cương đang ở đây nàng gọi cái gì cũng không tiện, chỉ có thể nói với viên cương, an tiên sinh, ta phải tiếp đãi khách, không tiến. Ngụ ý là, người cũng thấy đấy, đây không phải là Tây Viện Đại Vương, người có thể đi được chưa? Lý do mượn cớ tan vỡ, trong lòng cũng có tính toán riêng, viên cương khẽ gật đầu cáo từ. Thiệu Bình Ba cũng rất khách khí chắp tay đáp lễ. Sau khi nhìn thấy viên cương rời đi, Tần Nguyên cũng chủ động lui xuống, chủ nhân, thiệu công tử, các vị trò chuyện, ta vẫn còn một vài khách nhân đang đợi. Làm phiền, Thiệu Bình Ba khách khí một tiếng, Tần nguyên đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lúc này Tô Chiếu mới yên tâm, ánh mắt rơi vào trên tóc Thiệu Bình Ba, kinh nghi bất định nói tóc ngươi sao lại trắng thành thế này. Chuyện thương tâm, Thiệu Bình Ba không muốn nói thêm, chỉ hỏi lại, nam tử mặt đỏ vừa rồi là. Tô Chiếu nói một câu, đối tượng bề trên, Thiệu Bình Ba nhàn nhạt à một tiếng, Tô Chiếu vẻ mặt lúng túng, lại đang đối mặt y, nhìn vào là biết không bình thường. Người như y, tư duy dị thường nhạy bén, một chút bất thường cũng có thể gây ra cảnh giác, ngay trước mặt y, dưới mi mắt y, chuyện gì cũng khó có thể giấu giếm được ánh mắt của y. Có điều vẫn chưa nói thêm cái gì, y biết rõ, nếu đã có ý định giấu giếm, có hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà có một số việc cần phải nói rõ, nhóm chiến mã kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại rơi vào tay của Ngưu Hữu Đạo? Là bên ta xảy ra vấn đề hay là bên ngươi xảy ra vấn đề? Có phải ngươi để cho Ngưu Hữu Đạo nhận ra sự tồn tại của ngươi? liên tiếp đặt ra câu hỏi, chú ý phản ứng của đối phương. Tô Chiếu cười khổ, người hiểu lầm rồi, thuần phí chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, là hãm âm sơn quỷ mẫu phản bội, chẳng ai nghĩ tới như hữu đạo sẽ cùng quỷ mẫu cấu kết. Nàng nói lại đại khái chuyện đã xảy ra, nghe nói ngay cả hiểu nguyệt các xuất thủ cũng bị như hữu đạo thoát được một kiếp, thiệu bình ba than thở, ta đã nói với ngươi. Nhiều hữu đạo hẳn là đã biết thân phận của lệnh hồ thu, ngươi. Y cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, mọi chuyện đã xảy ra, có chỉ trích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể nói như vậy. Ngược lại còn an ủi, nhưng mà cũng tốt, xảy ra chuyện như vậy, cấp trên của ngươi cũng sẽ không buông tha cho hắn, coi như bất việc. Ai ngờ tô chiếu vẻ mặt khổ sở nói, ta không thể hiểu nổi thái độ của cấp trên. Thiệu Bình ba cảnh giác nói, có ý gì? Tô chiếu, cấp trên phát ra cảnh cáo, bất luận kẻ nào cũng không được động vào nghiêu hữu đạo, người trái lệnh giết. Khủ khủ, Thiệu Bình ba sừng sốt một chút, chợt liên tục ho khan, không người ho khan, sắc mặt cũng chuyển đỏ, lấy ra khăn tay trong tay áo, bụng miệng. Chương 570, Hạo Chân hẳn nên cảm tạ ta hai. Tô Chiếu vội vàng bước lên phía trước giúp y điều dưỡng khí thức, đợi đến khi y thả khăn tay ra, nhìn thấy màu đỏ sẫm trên khăn tay mà phát hoảng, giật mình nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Còn chưa khỏe sao? Không có việc gì, không có việc gì. Thiệu Bình ba khoát tay áo, đi tới bên ghế ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh khí, gương mặt cũng căng thẳng, Kỳ cho rằng xảy ra chuyện như vậy, Hiểu Nguyệt Các sẽ không bỏ qua cho Nưu Hữu Đạo, ai ngờ Hiểu Nguyệt Các lại phát ra mệnh lệnh bảo vệ Nưu Hữu Đạo. Loại chuyện như vậy không hợp với lẽ thường, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra, hắn tin tưởng phía sau chuyện này nhất định là Nưu Hữu Đạo động tay động chân gì đó.